Rồi tiếp nói với bạn nó bị cái vấn đề gì nữa. Về xíu không? Là rồi tôi bắt đầu lại ha, nãy có cái sự cố thì cái trình chiếu rồi ha, đứng thứ ba ở cả hai giới ha, mấy bạn biết rồi ha, thì tôi nhắc lại là gan là đứng đầu ha, phổi là thứ nhì và vú là đứng thứ ba, nhưng mà mấy bạn biết rõ rồi, ung thư vú thì đa số ở nữ giới ha, thì ở nam thì rất là ít, nên đối với mà ở nữ không ấy thì ung thư vú nó chiếm hàng đầu ha, vậy tóm lại cái phần dịch tễ gì đứng thứ ba ở cả hai giới và đứng thứ nhất ở nữ ha, thì cái tuổi thường gặp là 40 đến 70 tuổi ha. Thì ung thư vú ở nam không phải là không có, vẫn có nhưng xác suất rất thấp ha, và điều trị thì cũng sẽ có một số cái là khác với ở nữ ha. Thì mấy bạn nhìn vào cái dòng đầu tiên ha, cái này là cái bên màu xanh ấy, là cái xuất độ tức là cái tỷ lệ mới mắc, tức là 34 trên 100.000 dân ha, tức là trong 100.000 người thì sẽ có khoảng 34 người mắc ung thư ha. Còn bên màu đỏ nó là cái tỷ lệ tử vong ha, tức là khoảng 14 người ha. Thì mấy bạn có thể nhìn thấy rõ, tức là tỷ lệ tử vong thì khoảng 1 phần 3 so với tỷ lệ mắc ha. Rồi. Đây, mấy bạn nhìn đây là cái hình ảnh lâm sàng thực tế ở bệnh nhân ở ung thư vú ở bệnh viện ung bướu ha, thì mấy bạn nhìn thấy rõ ha, đây là mấy bạn biết cái này là hình ảnh của cái gì không, mấy bạn học bài của thầy Vũ rồi, có ai biết không, à mình trả lời đi, cái này hình ảnh gì, các bạn nào biết không,
Đây, tôi gọi tên ha. Hạng Minh Tâm. Hạng Minh Tâm lớp 2. Ông nghĩ đây hình ảnh gì? Cái triệu chứng gì đây? Theo em là phù nề vú. Phù nề hả? Không đúng. Nhìn vô mấy bạn mô tả xem nó thấy cái gì. Cái này là lâm sàng đó, mấy bạn phải tự mô tả thử coi. Bạn khác Cao Minh Châu lớp B. Dạ em thấy là ở bên vú bên trái thì có những cái khối u to làm cái vú bên trái lớn lên và thay đổi cái màu sắc da ở vú bên này, và có cái nấm vú nó bị gần như là em không thấy cái nấm vú nó tụt hay rồi nó có chảy dịch dịch vàng ở những cái lỗ chỗ. Nó có một cái khối u sùi ở phía dưới dưới khoảng hả? 6 giờ. Cái này thì lâm sàng em nghĩ là gì? Dạ em nghĩ là một cái khối ung thư. Ung thư hay áp xe? Em cũng đang có một phân vân là có khả năng là có áp xe không, em thấy nhưng mà cái vùng da nó rất là rộng, một cái vùng da rất là rộng, nó thay đổi màu sắc da, nó không phải là viêm đỏ như là áp xe. Rồi, ok, rồi cảm ơn em. Cái này đấy là một bệnh nhân mà ung thư vú giai đoạn muộn hay đó. À, đến với một mình là một cái khối vú, mấy bạn nhìn so với cái vú bên kia á, cái hình này tôi không có chụp hết được, nhưng mà cái vú này nó to ha, gần bằng cái đầu luôn á ha. Phải đỡ vậy ha. Và do bệnh nhân này là ở nhà đắp lá, đắp thuốc nam á, đắp lá gì đó ha, nên nó làm thành cái lở loét, nó mất luôn cái núm vú luôn rồi ha. Đấy là hình ảnh lâm sàng ha. Cái này một trường hợp là ung thư vú, và cái khối này nó rồi nó không có đều ha, rồi lõm không đều ha, thì tức là có thể có nhiều vú trong đấy ha. Đây là một trường hợp ung thư vú ha. Tiếp. Đây, bệnh nhân thứ hai. Rồi, tôi gọi 10 khác mô tả ha. Cái này tại vì Vũ Bá Sơn lớp B. Tại vì cái này là bệnh nhân trước khi mổ nha. Bệnh nhân này bệnh nhân đã được mổ rồi. Trước mô tả thử. Gì nữa? Học viên bài tiếp cận của thầy Vũ xong rồi mấy bạn à, mô tả không được à? Có thêm được gì nữa không? Gọi gì? Lết hả? Nó xùi ra da rồi. Cái khối này thì nó không giống cái khối kia ha. Nó xùi ra da. Nó có vài cái nốt vệ tinh ngay cái chỗ 12 giờ ấy. Có vài nốt nữa, một cái khối lớn. Các bạn nhìn kỹ hơn vào cái hình thì nó sẽ có vài nốt khác ha. Ở ngay chỗ hướng 12 giờ, 1 giờ, 3, 4 nốt luôn ha. Hình này tại sát trùng betadine lên nên nó hơi khó cho mấy bạn nhìn ha. Bệnh nhân này cũng là thuộc dạng đắp thuốc, đắp lá ha. Và khi mà bệnh nhân này vô phòng mổ là nó bốc mùi mà không thể nào mà đóng cửa phòng mổ mà mổ luôn đấy nha, cực kỳ hôi, không biết là cái mùi đấy nó còn hôi hơn cái mùi xác chết, chuột chết nữa ha, nhưng mà bệnh nhân vẫn chịu được. Rồi tiếp. Rồi đây, bạn một bạn khác mô tả thử ha, để xem mấy bạn có học xong rồi mấy bạn có mô tả được không ha. Châu Thị Ngọc Lan lớp C.
Anh nhắc lại Châu Thị Ngọc Lan lớp C. Dạ thưa anh là em thấy có một khối ở vú bên trái làm cho thấy một khối di động. Rồi sao nữa? Em thấy da bị ở phía trên bị gì? Bị dày lên rồi. Bị dày lên là bị gì? Nó có cái tên. Hôm bữa em có học bài thầy Vũ vậy không? Dạ, dấu da cam mà. Ở chỗ nào? Dấu da cam, cam ở chỗ nào? Hả? Nó không phải nguyên cái vú đâu, nó ở chỗ nào? Phía dưới cái quần vú ạ. Mấy giờ? Khoảng 7 giờ. Oh no. 7 giờ mà 7 giờ đến mấy giờ? Da cam thì nó phải một vùng chứ nó không có thể nào một điểm nha. Yeah. Các bạn nhìn rõ cái hình không? Bệnh nhân này thôi tôi nói luôn để tiết kiệm thời gian ha. Thứ nhất là nhìn bên cái hình bên tay trái của mấy bạn khi nhìn vô màn hình ha, là khi cái hình mà không có cái tay á, thì bệnh nhân này có một cái, thứ nhất là nếu mà so với cái vú bên kia là thấy vú bên trái này to hơn nè ha. Cái núm vú thì có vẻ nó hơi thụt vô nhẹ ha. Rồi cái vùng vú, da vú thì nó có hai khối khối hơi gồ lên. Cái khối ở ngay cái chỗ vị trí khoảng tầm 2-3 giờ đó. Rồi thấy có cái nếp không? Mấy bạn thấy có nếp không? Ha. Thì có thể cái nếp đấy là một cái dấu nhíu da hoặc là cái vú nó đè lên ha. Vú trên này nó đè lên ha. Nếu mà mình sờ mình sẽ biết được ha. Cái này bây giờ mình nhìn thì mình khó nói ha. Còn bên hình bên tay phải của mấy bạn thì khi mà có cái tay để vô thì mấy bạn thấy một cái vùng vùng da cam ha. Lúc đầu mình nhìn bình thường không thấy nhưng mà mình để gần sát sát vô để rõ hơn ha, thì thấy cái vùng nó da cam hay cái cặp quần vú nó nằm ở khoảng từ 7 giờ đến khoảng 11 giờ đó ha, nguyên cái vùng đấy nó chấm 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 đi ti á ha. Đó là cái triệu chứng ha, mấy bạn đi lâm sàng mấy bạn phải nhận biết được ha. Rồi thôi bây giờ tôi vô bệnh án ha. Bạn Long đọc bệnh án đi. Em đọc bệnh án ạ. Ngày giờ là bệnh án là 10 giờ ngày 17 tháng 4 năm 2021. Hoàn cảnh, họ và tên Tony Lốc, tuổi 55 tuổi, giới là nữ, nghề nghiệp nội trợ, địa chỉ là Đường Lê Lợi, phường 4, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa. Ngày đến khám là 9 giờ ngày 17 tháng 4 năm 2021. Ngày làm bệnh án là 10 giờ ngày 17 tháng 4 năm 2021, đến ra nhập viện và khối ở vú phải. Rồi, chỗ này có ai có ý gì không? Trình bệnh án vừa mấy bạn Y4 luôn rồi. Có thấy cái gì vấn đề gì không? Lễ phần hành chánh. Hồ Duy Mỹ lớp C. Dạ, em nghĩ cái tuổi thì nên ghi là năm sinh. Còn ghi năm sinh thì cũng được, nhưng mà phải ghi tuổi ra tại vì mình làm bệnh án. Còn gì nữa? Không nên ghi đầy đầy đủ, không nên ghi hết tên họ tên bệnh nhân ra. Đúng rồi. Cái này là cái bảo mật thông tin của bệnh nhân, mấy bạn chỉ ghi ở Châu Ninh lời thôi nha. Cái này là vi phạm copy nè, không biết bệnh án này là ai ai đánh, không, chắc không phải nhóm trưởng nha. Tôi thấy một cái phông chữ khác. Và để ý khi trình PowerPoint nha mấy bạn, là phông chữ không chân để người ta dễ nhìn.
mấy bạn copy từ file Word con chữ tham new domain, mấy bạn copy qua, tôi phải làm tôi chỉnh lại hết ha. Để ý khi trình bức án là tất cả các PowerPoint là phải chữ không chênh, cái này nguyên tắc muôn thuở rồi. Sau này mấy bạn là có thể làm giảng viên hay làm gì đó, trình bày gì đó ha, thì tất cả đều phải chữ không chênh nha. Rồi, tức là bệnh nhân này để ý ha, thứ nhất là 55 tuổi nè. Là mấy bạn thấy là có một yếu tố nguy cơ là trong cái tuổi mà như tôi nói dịch tễ ha, 40 đến 70 ha. Mình để ý. Và thứ hai, bệnh nhân này là vô ngày 7 tháng 4 để xem tí nữa cái diễn tiến bệnh sử nó như thế nào ha. Và bệnh nhân này đến khám và mấy bạn làm bệnh án là ngay ngày đầu tiên luôn ha. Tức là mấy bạn coi như là người tiếp nhận bệnh nhân luôn rồi đó ha. Lý do nhập viện ở đây là khối ở vú phải ha. Rồi, tiếp. Bạn Long tiếp đi. Là bệnh sử là bệnh nhân là người khai bệnh, cách nhập viện 4 tháng, bệnh nhân tự sờ thấy một nốt nhỏ ở nách phải, kích thước khoảng một đốt ngón tay trên láng, không sưng nóng đỏ đau, đường vú không chảy máu, không chảy dịch bất thường. Vài ngày sau kích thước nốt lớn dần làm bệnh nhân thấy cảm thấy vướng víu, khó chịu nên đi khám ở bệnh viện Vũng Tàu, không rõ chẩn đoán và điều trị. Cách nhập viện 3 tháng, nốt ở nách phải dần to hơn với tính chất tương tự như trên. Bệnh nhân phát hiện thêm một nốt ở vú phải tương đương hạt đậu, không sưng nấm đỏ đau, không chảy dịch bất thường, núm vú không tụt, không dấu da cam, không có màu sắc bất thường, kèm theo nhiều u nhỏ tụt đòn phải dính trùng thành đám, không sưng nóng đỏ đau, không chảy máu, chảy dịch. Sau đó bệnh nhân đi khám lại ở bệnh viện Vũng Tàu, được chỉ định siêu âm và chẩn đoán ung thư vú phải di căn hạch, nên được tư vấn chuyển sang bệnh viện ung bướu. Cách nhập viện 1 tháng, các nốt tăng dần kích thước với tính chất tương tự. Bệnh nhân đến khám tại bệnh viện ung bướu được chỉ định chụp nhũ ảnh chọc hút bằng kim nhỏ. Ngày nhập viện, bệnh nhân tái khám tại bệnh viện ung bướu theo lịch hẹn. Bệnh nhân thấy kích thước của khối hạch lớn hơn lần khám trước đó, tính chất tương tự như kích thước. Trong suốt quá trình bệnh nhân không sốt, không đau đầu, chóng mặt, không đau ngực, không khó thở, không xịt canh, ăn uống bình thường, tiêu tiểu bình thường, không sử dụng thuốc. Rồi, được rồi, cảm ơn. Rồi mấy bạn coi hết cái phần bệnh sử rồi đó, mấy bạn có thắc mắc gì không? Bệnh án này được gửi cho mấy bạn coi chưa? Nhóm trưởng. Dạ rồi, bệnh án này gửi. Gửi hết rồi, không thấy tô đỏ gì hết. Anh thấy nguyên cái bệnh án gửi là anh, không thấy tô đỏ gì hết. Thì tức là mấy bạn không có thắc mắc gì hết hả? Bây giờ tôi để cái phần trước là 4 tháng này, mấy bạn có thắc mắc gì không? Ai thắc mắc gì thì hỏi ha. Khai thác vậy đủ chưa? Dạ anh ơi, em có thắc mắc là Trời. Đi. Là sao mà các bạn khai thác được bệnh nhân này không có dấu da cam, tại vì dấu da cam là triệu chứng thực thể là phải do mình khám mới được, còn bệnh nhân khai thì mình không chắc là đúng. Tại sao lại phải ghi vô bệnh án là không dấu da cam? Thì đó, tôi nói mấy bạn giống như y chang cái bệnh án tuyến giáp lần trước. Cái phần mà mấy bạn khai thác hỏi bệnh nó sẽ khác so với cái phần mà mấy bạn khám bệnh. Mấy bạn hiểu không? Có những cái bệnh nhân sẽ biết, nhưng có những cái bệnh nhân đâu thể nào biết được. Ví dụ núm vú mà nó không chảy dịch hay không chảy máu thì hỏi thì được, nhưng mà không dấu da cam là sao người ta biết thế nào dấu da cam? Tôi sâu cái hình cho mấy bạn mà mấy bạn còn nhiều khi còn chưa biết nó là da cam nữa thì huống hồ gì bệnh nhân ha, lớn tuổi nữa sao người ta biết được. Bây giờ mình đi trước là cái phần 4 tháng ha. 4 tháng có ai thắc mắc gì không nè? Mấy bạn thấy lý do nhập viện hồi nãy là gì? Là khối ở vú bên phải. Nhưng mà triệu chứng bắt đầu của bệnh nhân là gì? Là khối ở nách. Thấy lạ không? Tức là bệnh nhân sẽ không sờ được cái khối ở vú trước mà sờ được cái khối ở nách trước. Thì theo mấy bạn, ví dụ vô một cái khối ở nách thôi
thì mấy bạn sẽ nghĩ có những trường hợp nào? Một cái cục ở nách thôi thì mấy bạn sẽ nghĩ có những trường hợp nào đây và những bệnh lý nào? Tôi gọi ha. Nguyễn Trung Hậu lớp D. Dạ, khối nách thì em nghĩ là có thể là lymphom hoặc là một cái ung thư vú hoặc là một cái di căn từ nơi khác nó xâm nhập lên trên đó. Xâm nhập di căn cái gì mà xâm nhập lên đó? À, di căn. Dạ, xâm nhập cái gì? Dạ, ý là cái khối đó là cái khối thứ phát. Khối thứ phát. Khối thứ phát ở da là của bệnh lý nào mà dễ nhảy ra khối thứ phát phát? Hả? Dạ, không, cái nốt nhỏ ở nách nè. Ờ, khối thứ phát. Tức là cái khối đấy là khối gì? Tự nhiên nó di căn vậy thôi, tức là cái khối dưới da thôi đúng không? Dạ. Hay là hạt? À, em nghĩ là ở chỗ vùng hạt. Thì em phải nói thứ nhất nếu về mặt lâm sàng thôi ha, thì tôi phân tích cho các bạn, ví dụ bệnh nhân ngay từ đầu đến thời điểm 4 tháng nè có đi khám ở Vũng Tàu rồi đúng không, tức là bác sĩ ở Vũng Tàu người ta làm gì đây đúng không, mấy bạn thấy người ta vướng víu, người ta khó chịu có đi khám nhưng là không rõ chẩn đoán và điều trị, mấy bạn chuyên gia mấy bạn ghi à, không rõ chẩn đoán và điều trị nhưng mà mấy bạn không có phải chịu hỏi tới, tức là nếu mà không rõ thì tức là người ta điều trị thuốc hay mổ hay gì không, có cho làm xét nghiệm gì không, mấy bạn phải hỏi tới như vậy luôn chứ mấy bạn không có phải lúc đấy thì cô có chẩn đoán là gì rồi có điều trị gì không là người ta không biết, mấy bạn phải hỏi luôn là lúc đấy cô có được thực hiện siêu âm ví dụ vậy hay là chặt kim với cục đấy không, mấy bạn học rồi ha, thì thường mấy cái bú thì người ta sẽ làm giải phẫu bệnh hoặc là gì đó ha, hoặc là chẩn đoán hình ảnh hay là chụp phim gì khác không, CT hay X quang hay gì á ha, phải hỏi tới luôn xem người ta có làm không, chứ cứ hỏi sơ sơ chẩn đoán gì tôi cũng không nhớ ha thì vậy là không được. Thì bây giờ ví dụ vô ngay thời điểm mấy bạn cách đây 4 tháng bệnh này người ta phát hiện được hồi 4 tháng rồi thì mấy bạn tưởng tượng đi thứ nhất là vô một cái khối ở nách chứ không thấy khối ở vú, là lúc này chắc chắn bệnh nhân cứ sờ được thấy khối ở vú không ha, có thấy mô tả không? Không thấy mô tả là có sờ thấy hay không có sờ thấy cái khối ở vú ha. Nhiều khi lúc này đã có cái khối ở vú rồi thì tôi nói là thứ nhất cái khối ở nách thì nó có hai trường hợp và thường nó sẽ là gì, hạch di căn hoặc là hạch ấy, thì như bạn nói hồi nãy là bệnh lý tại hạch nguyên phát tức là lymphom, hoặc là hạch di căn từ nơi khác đến tức là ung thư vú di căn hạch nách, là thường gặp nhất, là hai trường hợp thường gặp nhất mấy bạn thờ thấy ha trên lâm sàng ha, hoặc chỉ là một bệnh lý bình thường thôi, cái vùng nách thì nó gần cái đuôi vú, có thể nó sẽ là tuyến vú phụ, mấy bạn có nghe bao giờ chưa, hôm bữa thầy vú cũng có nói tới đó ha, có thể là một cái phần tuyến vú phụ nó lồi ra, nó chỉ là một tuyến vú phụ thôi chứ không mà là phải là ác tính gì hết ha. Thì đấy là ba cái trường hợp mà mấy bạn có thể gặp, thì mấy bạn phải khi mà đọc một triệu chứng thì mình liên hệ đến cái bệnh nào để mình hỏi ha. Thì đối với cái thời điểm 4 tháng này là mình đang phân tích trên bệnh án ha, thì mình phải hỏi thêm gì, thứ nhất là có sờ được cái khối nào ở vú không ha, rồi có sờ được cái hạch ở chỗ khác không, bởi vì nếu mà lymphom thì nó sẽ là hạch toàn thân, thì hạch cổ hạch bẹt có sờ thấy không, các bạn hiểu vấn đề không, đó là cái ý tưởng của mình để mình chẩn đoán đúng không, nếu thời điểm 4 tháng là như vậy và khám thì mình sẽ nghĩ tới là mình sẽ khám những cái chuyện đó, các bạn hiểu không, cái đấy gọi là đi lâm sàng đó, cái nhảy lâm sàng mình sẽ làm gì ha. Thì thời điểm này khai thác như vậy là cũng không bỏ tay khám Vũng Tàu, không rõ chẩn đoán và điều trị. Rồi tiếp tục cái thời điểm 3 tháng ha. Thì tiếp tục cái thời điểm 3 tháng xem có gì ha. Các bạn có hiểu không? Thời điểm 3 tháng thì cái nốt ấy tiếp tục to, không rõ chẩn đoán và điều trị nhưng mà tại sao nó lại tiếp tục to, và lúc này thì mới phát hiện thêm khối ở vú phải tương đương hạt đậu. Đậu gì?
đen đậu nành nó khác. Đậu đen đậu nành là tí xíu rồi chắc gì bả sờ được ha. Nghe đậu phộng hay đậu gì ha, đó không thể nói ha, không xương nóng đỏ đau, không chảy dịch, không tụt đúng vú, không có gì hết, không dấu da cam là nãy phân tích rồi là sai ha. Kèm theo nhiều u nhỏ thượng đòn phải dính chuồng thành đám, u nhỏ thượng đòn phải dính chuồng thành đám, không xương nóng đỏ đau. Bệnh nhân lại đi khám Vũng Tàu, lúc này thì lại chỉ định là siêu âm và chẩn đoán là ca bú di căn thận. Thấy một cái bệnh sử thấy không? Cái thời điểm 3-4 tháng thì không làm siêu âm hay là không làm gì đi ha, đúng không? Lại tự nhiên qua 3 tháng cái để nó có xuất hiện gì? Một cái khối ở vú bệnh nhân tự thấy luôn. Tức là bác sĩ Vũng Tàu người ta không có khám gì hết hay sao? Rồi xuất hiện thêm gì nữa? U nhỏ thượng đòn. Mấy bạn dùng á, lúc thì nốt, lúc thì u. Vậy cái chỗ u nhỏ thượng đòn này là gì đây? Tôi hỏi ha. Huỳnh Tấn Tiến lớp D. U nhỏ thượng đòn mấy bạn nghĩ đây là gì đây? À, anh ơi, cái bạn Huỳnh Tấn Tiến hồi nãy em có nói là... Xin lỗi. À, dạ. Nguyễn Phạm Huỳnh Trúc lớp D. Nhắc lại, Nguyễn Bạc Huỳnh Trúc lớp D. Dạ, em nghĩ là hạch ở thượng đòn. Nếu mà hạch thì ghi U có đúng không? Dạ, U là chung chung quá. Hạch đâu phải là U, bây giờ U với hạch có khác nhau không? Dạ, khác. Hạch là hạch, U là U ha. Tôi nói rồi, cái phần tiếp cận khối vùng cổ các bạn thấy không? Người ta chia làm gì? Hạch cổ và không phải hạch thì lúc đó nó mới ra bú, giả bú hay gì đó. Thì mấy bạn nếu mà không biết thì mấy bạn ghi là gì? Nốt hoặc là khối, mấy bạn hiểu không? Không ghi u, mấy bạn biết chắc chắn là u không mà mấy bạn ghi u, hiểu không? Không được ghi như vậy nha. Và cái phần thực đòn này thì tôi nói rồi, ngay cái chỗ vị trí hạch thì mình nghĩ nhiều là hạch ha. Đó thì gì đó xuất hiện dính chuồng thành đám, hạch mà hạch còn dính chuồng thành đám nữa. À, mấy bạn sẽ có cái bài tiếp cận hạch học chưa đây? Nhóm trưởng có học bài tiếp cận hạch chưa? Hình như anh Tiến dạy rồi đúng không? Nhóm trưởng. Ủa mấy bạn học bài tiếp cận hạch chưa? Hả? Nhóm trưởng trả lời anh em, mấy bạn học bài tiếp cận hạch chưa? Dạ, hình như là dạ chưa. À, mấy bữa nay anh tính là chỉ sửa bệnh án thôi, chỉ giải đáp thắc mắc thôi. À, rồi. Thì đó, cái hạch dính chuồng á, thì thường mấy bạn nghĩ sẽ là hạch gì đây? Nha, đang phân tích lâm sàng thôi, mấy bạn nghĩ mấy bạn có đọc bài không? Gọi thử ai coi. Cao Tiến Sang lớp A. Alo. Dạ, em không, hạch dính chùm thì em nhớ hình như ở trên cổ à. Thì nhưng em cũng không nhớ gì? là hạch dính chùm là gì à? Hạch nào nó cũng có thể dính chùm hết em. Dạ. À, hạch ở theo tĩnh mạch cảnh à, ở vùng cổ. Em đọc lại cái bệnh án, hạch nó đang ở trên thượng đòn, tức là hạch trên đòn đó là hạch nhóm mấy? Bữa tôi dạy rồi. Mà tĩnh mạch cảnh gì ở đây? À, hạch thượng đòn nhóm mấy? Dạ là hạch nhóm 4 mà. Nhóm 4 đâu mà nhóm 4. Nhóm 5, hạch thượng đòn là hạch trên đòn đấy, nhóm 4 là dọc tĩnh mạch cảnh nha. Dạ. Rồi,
Nhưng mà hạch dính chuồng thì mấy bạn nghĩ đến bệnh nào? Thường á, tôi nói ha, thường mà dính chuồng thì sẽ là hạch, trong hạch ấy thì sẽ chia ra hạch hạch lành hoặc ác ha. Ác hồi nãy tôi nói rồi, nguyên phát thì giống như mấy cái lymphom ấy, hoặc là ác do thứ phát là do di căn từ đâu đó ha. Thì cái đấy không bàn nữa, nhưng mà mấy cái bệnh lành thì có thể là hạch viêm thì có thể chia ra là đặc hiệu, không đặc hiệu và hạch tăng sản ha. Thì đặc hiệu thì có hay gặp sẽ là hạch lao, hạch giang mai. Thì cái dính chật này thì thường của cái lao đó nha, nên cần phải hỏi thêm mấy cái triệu chứng về lao coi xem có bị không ha. Ngoài ra hạch Hodgkin lymphoma thì nó cũng hay dính chuồng, nên mình cũng chưa biết được ha. Bệnh này vô coi chừng nó là lymphoma đó ha, xuất hiện đầu tiên là từ hạch. Mà nếu mà đây là ung thư vú nha, xuất hiện với triệu chứng này thì mấy bạn nghĩ đây là cái tình huống vô với mình là tình huống nó như thế nào rồi? Đỗ Hoàng Minh lớp B. Đỗ Hoàng Minh lớp B. Dạ có em ạ. À. Em nghĩ là bệnh nhân đến mình là cái giai đoạn đó là trễ rồi ạ. Ừ, nó có cái tình huống đó là tình huống trễ rồi ha. Tình huống trễ tức là phát hiện hạch luôn rồi. Mà hạch này hạch đến hạch trên cổ luôn ha. Rồi tiếp, cách 1 tháng ha, tức là một bệnh nhân tự nhiên 3 tháng đã được chẩn đoán rồi và ung thư rồi, mà bà này bà không đi trị. Đến 1 tháng sau các khối nó lại tăng dần, lúc này mới tự nhiên mới vô ung bú khám. Mấy bạn có thắc mắc chỗ này không? Mắc gì 2 tháng rồi làm gì? Theo mấy bạn 2 tháng rồi bệnh nhân làm gì? Không thấy ai thắc mắc. Các bạn thấy bệnh án nó lủng không? Ha. Đó. Tôi tóm lại cái thời gian cho mấy bạn dễ nhìn cái diễn tiến nè. Khi mà mình làm bệnh án mình nên xem cái diễn tiến, mình tóm tắt lại ha. Tức là hồi tháng 10, hồi tháng 12 ha, thì là có cái khối ở nách thì mình đang nghĩ nó là hạch ha. Đến tháng 1 đi khám ở Vũng Tàu có thêm cái khối ở vú phải và thượng đòn phải. Khám ở Vũng Tàu lúc này được chẩn đoán là ung thư rồi ha, mà không biết làm gì trong vòng 2 tháng, đến tháng 3 mới vô là ung bú. Hồi tháng 1 người ta đã chẩn đoán và tư vấn chuyển qua ung bú mà tại sao không làm cái gì hết. Rồi đến tháng 3 vô ung bú cái phải làm lại xét nghiệm, làm lại siêu âm gì gì đó chờ kết quả, đến tháng 4 mới nhập viện. Thì các bạn nghĩ trong cái thời điểm từ Vũng Tàu là tháng 1 đến tháng 3 bệnh nhân sẽ có khả năng làm gì? Bệnh nhân sẽ có khả năng làm gì? Mấy bạn đã được, ví dụ tập tâm lý mấy bạn được chẩn đoán ung thư mấy bạn để chờ 2 tháng thì được không? Bỏ thiện niệm, lách xe. Mấy bạn nghĩ coi bệnh nhân sẽ làm gì? Đúng rồi, ok. Còn gì nữa không? Rồi, còn gì nữa không? Còn gì nữa không? À.
Ủa, mấy bạn có nhìn thấy được cái bao boy của tôi không? Dạ hả? Không biết nó lại bị cái gì nữa rồi. Sao nó cứ tự nó ao ra ta? Để tôi chỉnh lại ha. Thì đúng rồi, mấy bạn phải hỏi ha. Nếu mấy bạn nhập viện ở thời điểm nhập viện ung bướu, mấy bạn phải hỏi cái điều trị trước đó của bệnh nhân. Chắc chắn khả năng bệnh nhân này sẽ uống thuốc nam là một ha. Có thể đi hỏi ông thầy ông nào đó ha. Khả năng uống thuốc nam cực kỳ cao, hoặc là đắp đá đắp thuốc đó mới gây nên những chuyện đó ha. Nên phải hỏi cái chuyện là điều trị ở đâu, làm gì rồi ha. Ở trong đây thì cái phần cần thiết thì không thèm hỏi ha. Mấy bạn cứ hỏi bệnh cho có nè, mấy bạn không có hiểu vấn đề ha. Mấy bạn thấy một khoảng thời gian trong vòng 2 tháng trời được chẩn đoán là ung thư, tư vấn là ung bú rồi nhưng mà không chịu trị. Đến mãi cuối cùng mới chịu ha. Thì mới chịu lên đây ha, tức là bệnh nhân chắc chắn bệnh nhân không có chịu đông y mà mới tây y, mà mấy bệnh nhân là đi khám đông y ông thầy bà nào đó uống thuốc nam hết mấy chục triệu, giống như Võ Hoàng Yên ấy, ha. Dù Võ Hoàng Yên với bà Phương Hằng bữa giờ ha, chắc đi uống thuốc của ổng quá ha. Thì giờ tôi nhắc lại, tóm lại cái phần lịch sử là cần hỏi những gì ha. Nãy giờ tôi phân tích cho mấy bạn hiểu vấn đề ha. Rồi thì đây là cái giải phẫu của cái tuyến vú ha. Thì mấy bạn có biết là tuyến vú thì nó nằm ở ngay chỗ cái núm vú là ngang với khoảng liên sườn thứ 4 ha. Thì nó có hệ thống dẫn lưu bạch huyết và các hạch ha. Thì có cái hạch để ý giữa cơ ngực lớn và cơ ngực bé, người ta gọi là hạch Proctor ha. Rồi đây hệ thống hạch, mấy bạn có thể đọc thêm ha. Rồi cái cấu trúc tuyến vú ha, thì mấy bạn biết là nó sẽ gồm cái mô mỡ rồi chia làm các thùy ha. Đó, tuyến vú chủ yếu là mô vú và mô mỡ các thùy. Rồi tiếp đây là cái hình rõ hơn cho các bạn biết cái cấu trúc của tuyến vú ha, có chú thích hết rồi ha. Thì mấy bạn nhìn thấy ha, mô mỡ ở thường là bao ở bên ngoài ngay cái dưới da, sau đó cái mô vú nó sẽ dưới mô vú sẽ có mô liên kết và nó cũng sẽ tạo thành cái ống gót, ống xoang sữa giống như thật ấy, ha, nó đổ về ha, để đổ về ngay cái chỗ đỉnh là của ngay cái chỗ núm vú ha. Rồi nước sơ và sinh lý ha, sinh lý thì bốn cái hình từ trái qua phải, tức là tuyến vú từ trẻ em, hình B hình thứ hai là tuyến vú ở trẻ vị thành niên ha. Thì mấy bạn thấy ở trẻ em thì cũng mở không ạ ha, vị thành niên thì bắt đầu tuyến vú phát triển ha, rồi trưởng thành ha, trưởng thành thì tuyến vú là dày, mô vú là chủ yếu ha, rồi sau đó mô vú thoái triển, còn lại mấy cái mô liên kết lỏng lẻo thôi thì cái vú nó sẽ xuống ha. À, thì là ở người sau mãn kinh ha. Thì biết cái này để làm gì, để khi chụp cái phim nhũ ảnh mấy bạn sẽ phân biệt được cái phim này, nhìn vô cái phim sẽ biết là vú của người còn trẻ hay người già rồi ha. Thì đối với phần bệnh sử ha, phần bệnh sử thì tôi nói tiếp, phần bệnh sử cái mấy bạn chỉ cần nắm được diễn tiến tự nhiên thì mấy bạn sẽ khai thác bệnh được ha. Thì như tôi nói đó ha, thì thông thường bệnh sử thông thường sẽ lúc đầu sẽ phát hiện một cái cục ở vú trước, sau đó nó sẽ chạy đến cái hạch nách, chạy đến hạch nách xong nó mới chạy lên đến hạch trên đòn ha. Nhưng mà bệnh nhân này thì sao, lại ngược lại ha, phát hiện thấy một cái khối ở nách trước ha, và cái khối này là cái triệu chứng chính, còn sau đó mới bắt đầu phát hiện cái khối ở vú, rồi
cái khối ở trên đòn. Thì nó có vẻ là không tuân theo diễn tiến tự nhiên, nhưng mà các bạn biết rằng có những cái khối u nó nằm ở sâu ở phía trong, thì nhiều khi bệnh nhân không để ý vậy, bệnh nhân sẽ sờ không thấy. Nhưng mà cái hạch thì khi nó chạy đến hạch thì nó hạch nó nông hơn, thì bệnh nhân lại sờ thấy hạch trước. Thì không có gì để nói ha, hoặc là u nó nhỏ nhưng mà hạch to là cũng có thể xảy ra ha. Rồi khi bệnh sử thì mấy bạn cần phải hỏi thêm cái gì đó, triệu chứng về cái khối thì mấy bạn sẽ mô tả những cái tính chất của cái khối ha, hỏi nó quan trọng cái diễn tiến của nó ha, lúc đầu như thế nào rồi diễn tiến từ từ ra sao ha, tăng dần to nhanh hay to chậm ha, trong vòng mấy tháng đó. Thì phần này thầy Vũ cũng như vậy rồi, tôi chỉ nói sơ lại thôi đó. Rồi cái thứ hai là trong bệnh sử mấy bạn phải hỏi luôn các triệu chứng về di căn xa để biết đây là sớm hay muộn, thì ung thư vú có khả năng di căn đến đâu. Trần Ngọc Thanh Thương lớp B, mấy bạn học rồi. Trần Ngọc Thanh Thương lớp B có không? Dạ dạ có. Rồi anh nhắc lại câu hỏi luôn dùm em rồi, tại nãy không nghe rõ. Ung thư vú có khả năng di căn xa đến những cơ quan nào? Dạ thưa anh là gan, não, phổi và xương. Còn gì nữa không? Còn một cái nữa, có thể là buồng trứng ha. Buồng trứng ổ bụng ha. Đó là cái thứ năm nhưng mà hiếm hơn ha. Thì bây giờ hỏi bệnh, mấy bạn sẽ hỏi những gì? Em trả lời tiếp luôn. Dạ thưa anh là di căn phổi thì mình sẽ khám phổi chứng ba. Anh nói hỏi, đang nói hỏi. Mình đang là bệnh sử mà. Hỏi là bệnh nhân có triệu chứng khó thở. Rồi ok. Gì nữa không? Khó thở, đau ngực. Rồi đúng. Đó là mình phải nhớ và mình phải hỏi liền ha. Rồi gì nữa không? Khó thở, đau ngực là hay gặp ha. Rồi tiếp. Di căn gì nữa? Dạ. Di căn xương là hỏi bệnh nhân có đau nhức xương. Rồi. Rồi gì nữa? Đau nhức xương là một. Thứ hai là? Dạ đấy, là có tôi nói yếu, rồi. Yếu liệt chân không? Yếu liệt vận động gì không ha? Nhiều khi đau xương, di căn xương mà đến chèn ép tủy sống hay gì đó, thần kinh thì nó có thể gây đến triệu chứng yếu liệt. Rồi hai cơ quan rồi, thứ ba não. Dạ não là hỏi bệnh nhân có nhức đầu, nôn ói. Gọi là hội chứng gì? Hội chứng gì biết không? Dạ nhức đầu, nôn ói. Hội chứng màng não. Oh no. Hội chứng á, mấy bạn nghĩ u trong não đúng không? Di căn đến não là nó là một cái khối u. Bây giờ cái não mình có cái hộp sọ và cái khối u nó chèn vô, nó làm tăng kích thước từ từ lên thì gọi là tăng áp lực nội sọ. Nhớ không? Dạ. Nha. Cái đen triệu chứng nó sẽ là đau đầu, nôn ói gì đó, yếu liệt nha. Triệu chứng về thần kinh nữa ha. Gọi là hội chứng tăng áp lực nội sọ. Được chưa? Nếu mà phải hiểu nguyên nhân. Rồi tiếp. Còn gì nữa? Gan. Dạ, gan là hỏi bệnh nhân có chướng bụng, có sờ thấy gan to hay không? Bệnh nhân thì chắc không sờ thấy gan to đâu. Có thể là bán bụng ha. Bán ha, chứ không có chướng nha. Gan thì nó sẽ là dịch. Rồi bán bụng ha. Có thể là sẽ bán bụng và một cái số dấu suy gan ha. Xuất huyết xem có không ha. Rồi buồng trứng hay ổ bụng gì đó cũng có thể gây nên triệu chứng bán bụng, thì mấy bạn sẽ hỏi để ý những cái đó nha. Rồi cảm ơn bạn. Rồi đó, đó phần bệnh sử mấy bạn nhớ ra hỏi những cái đó ha. Thứ nhất là mấy bạn nắm được cái diễn tiến thì mấy bạn sẽ hỏi được bệnh. Rồi đây là tôi chiếu là cái tình huống lâm sàng thường gặp thôi ha. Khi đi thi thì mấy bạn khi mà cho cái câu chẩn đoán thì mấy bạn sẽ ghi theo cái diễn tiến từ lý do nhập viện đến tình huống lâm sàng phát hiện là lý do nhập viện nè ha. Đó thì
thì có những tình huống nào cái câu chẩn đoán thì các bạn phải ghi ra được ha. Thứ nhất là tình huống rất sớm như bữa thầy Vũ nói rồi là tầm soát siêu âm hay nhú ảnh gì đó nhìn thấy ha. Cái thứ hai là bệnh nhân mới vô sớm thôi là sờ thấy một cái cục ở bú ha. Rồi tình huống trễ ha. Tình huống trễ là có thể các cái bú này nó lở lét như cái hình đầu tiên mấy cái hình tôi chiếu ha, lở lét u xù gì đó ha. Hoặc là ở bệnh nhân này là có cái hạch nách trên đòn nè ha, là một điển hình của một cái tình huống trễ rồi ha. Đó, tình huống trễ thứ hai là cái thể cái da bú nó biến đổi da cam tức là T4 rồi đó ha. Rồi tình huống thứ ba trễ là núm vú co kéo thâm nhiễm tiết dịch loét loét giống như cái hình đầu tôi chiếu ha. Và cuối cùng là tình huống trễ thứ cuối cùng là di căn xa thì mấy bạn phải hỏi nữa, mấy bạn cô chú là xem có hay không. Trong cái bệnh án này tôi chưa thấy ha. Hỏi triệu chứng chung chung thôi à. Và cuối cùng là như tôi nói là biến chứng này là do cái di căn nó dẫn đến ha, hoặc là do cái điều trị không đúng, tức là gồm có giấy gãy xương, nhiễm trùng, chảy máu, tức là bệnh nhân đắp lá đắp thuốc gì nó loét loét lên ra rồi nó nhiễm trùng bột nhiễm rồi nhiễm trùng đủ thứ, vô nhiễm trùng huyết ha. Thì đó là những cái tình huống có thể gặp. Rồi bạn Long đọc tiếp cái bệnh án đi ha. Dạ em đọc tiền căn một bạn thân nội khoa là đại tháo đường tiếp 2 mới chẩn đoán đang điều trị thuốc không rõ loại về sản khoa là Bara 4003, bệnh nhân cho con bú bằng sữa mẹ, có kinh lần đầu lúc 13 tuổi, chu kỳ đều 30 ngày, lượng vừa, máu đỏ sậm, không đau bụng trước khi hành kinh, lấy chồng năm 19 tuổi và mãn kinh lúc 47 tuổi, bệnh nhân không sử dụng thuốc tránh thai, không ghi nhận tiền căn viêm nhiễm phụ khoa. Về ngoại khoa, phẫu thuật mổ bắt con năm 1996, lý do vì con to, thói quen không hút thuốc lá, không rượu bia, bệnh nhân không sử dụng các loại thuốc nội tiết, không có tiền căn chấn thương vùng vú, dị ứng, chưa ghi nhận dị ứng thuốc, thức ăn. Hai, về tiền căn gia đình, chưa ghi nhận gia đình có người bị ung thư. Rồi, như tôi nói hôm bữa mấy bạn ha, cái phần tiền căn chính là cái phần mình hỏi luôn yếu tố nguy cơ ha. Đó, tái đáo đường tiếp 2 mới chẩn đoán hồi nào, mấy tháng ha, không có ghi mới chẩn đoán được, chẩn đoán lúc nào, ở Vũng Tàu hay ở đâu ha. Rồi uống thuốc không rõ loại, lúc đầu tôi cũng không đọc được chữ KRL, tôi tưởng là thuốc tiểu đường gì á, xong rồi tôi sợ trên mạng rồi, cuối cùng là không rõ loại. Mấy bạn ghi tắt này, mấy bạn cái nào tắt được thì tắt nha, mấy bạn ghi không thể nào đọc được ha. Rồi cũng không biết là thuốc gì ha. Thì đây là một tiền căn mới phát hiện thì mình để đó ha. Tiểu đường là một cái yếu tố nguy cơ có thể gây đến ảnh hưởng đến cái chuyện điều trị của mình ha. Rồi mấy bạn có thắc mắc gì trong phần tiền căn này không? Bạn nào thắc mắc thì hỏi có thiếu gì không. Mấy bạn đọc xong rồi ví dụ ung thư vú nè, mấy bạn học được mấy cái tiền căn yếu tố nguy cơ hôm bữa rồi đó, thì mấy bạn thấy hỏi vậy là đủ chưa hay còn sót gì không, bạn nào biết không? Thưa anh, là bệnh nhân hiện tại 55 tuổi, em không biết là bệnh nhân đã mãn kinh hay chưa, thì em không biết trong phần tiền căn có đề cập. Đúng, chính xác. Nhưng mà trong này nè, lấy chồng năm 19 tuổi, mãn kinh lúc 47 tuổi nè, có ghi này nè, không sử dụng thuốc tránh thai. Bệnh nhân có bạn, mấy bạn có ghi á, lấy chồng năm 19 tuổi. Thầy, là em muốn hỏi thêm là lần sinh con đầu tiên là bệnh nhân bao nhiêu tuổi, với là tiền căn bệnh nhân có ung thư vú trước đây không? Sinh con năm nhiêu tuổi? Đúng rồi, là con lần đầu lúc 13 tuổi nè, trước đây không có ung thư ha. Bệnh nhân không có ung thư đó. Rồi còn gì nữa không? Thưa anh, là có xạ trị gì vùng cổ ngực từ trước không? Trong đây không thấy nói ha,
chỉ ghi là chấn thương vú thôi. Chấn thương vú thì cũng không phải là tiền căn của cái ung thư vú ha. Thì cái yếu tố nguy cơ là xạ trị vùng vú ha. Rồi chính xác. Còn gì nữa không? Các bạn có thắc mắc gì trong 4003 tức là sanh 4 lần rồi mà tự nhiên mất một đứa, mất gió gì đây? Ha. Rồi năm 1996 mổ bắt con. Thì con này là con thứ mấy? Rồi mấy con sau là đẻ thường hả? Sao nếu mà hỏi kỹ về sản khoa mấy bạn phải hỏi cho kỹ luôn ha. Thì nó cũng sơ an, nó cũng không ảnh hưởng gì đến cái chuyện ung thư vú, nhưng mà nếu mà tiền căn sản khoa hỏi vậy thì vẫn chưa đủ ha. Để chồng năm 19 tuổi và mãn kinh 47 tuổi thì cũng hơi sớm ha. Thì tôi tóm lại những cái yếu tố nguy cơ của cái ung thư vú cho mấy bạn xem nha. Cái RR tức là cái độ ác tính gấp cái khả năng gấp mấy lần đấy ha. Ví dụ bệnh nhân có kinh sớm thì khả năng cái nguy cơ này nó sẽ tăng nguy cơ vú gấp khoảng dưới 2 lần. Còn ví dụ qua cái chuyện mà gia đình có ung thư vú thì cái nguy cơ nó lên từ 2 đến 4 lần ha. Hoặc là gia đình mà có đột biến gen BRCA1/2 đó thì nó sẽ lên cái yếu tố nguy cơ nó đến gấp 4 lần hoặc là xạ trị. Các bạn thấy không ha? Thì đó, đây là cái yếu tố nguy cơ. Thì mấy bạn biết được cái khả năng nó gấp mấy lần ha, những cái nguy cơ mà nặng tức là đột biến gen, giống như cái cô người mẫu gì đó có cái đột biến gen này nè, cái người, cô đấy cắt hai vú phòng ngừa luôn ha, hoặc là xạ trị thành ngực. Không thấy hồi nãy mấy bạn mô tả thì ở đây có nói nha. Rồi, nguy cơ hay gặp thứ hai là gia đình ung thư vú, nhưng mà chỉ có là gia đình bên mẹ nè, chị nè, em gái nè ha, tức là nữ ha. Ví dụ cô bên nội thì có liên quan không? Bạn Châu Thị Ngọc Lan lớp C, ví dụ cô tức là em của chồng bị ung thư vú thì cái này có liên quan không? Dạ em nghĩ là không ạ. Ha, nếu mà cô mà em của mẹ thì có thể liên quan ha, còn của bên họ bố thì thường là không phải ha, không phải nguy cơ đó ha. Thì nhưng mà đi thi thì cũng không yêu cầu các bạn nhớ cái kia lắm, và mấy cái yếu tố như là làm về estrogen ha, thì có kinh sớm, mãn kinh trễ nè ha. Thì bây giờ tôi qua tôi tóm tắt cái phần yếu tố nguy cơ cho mấy bạn. Khi mà mấy bạn đi thi thì mấy bạn nhớ được ba yếu tố này thôi. Thứ nhất là yếu tố liên quan đến lối sống và tiền căn ha. Thứ nhất là béo phì nè, rồi để ý xem tí bệnh nhân này có béo phì không ha. Thuốc lá uống rượu thì không thấy ha. Rồi xạ trị vùng ngực ha, là tiền căn bệnh lý tuyến vú trước đó ha. Rồi tiếp tục là gia đình bị ung thư vú ha. Cái thứ hai yếu tố nguy cơ sẽ về yếu tố về nội tiết ha, tức là tiếp xúc với estrogen. Tức là mấy bạn chỉ cần nhớ ung thư vú thì nó liên quan đến cái chuyện nội tiết, mà tiếp xúc càng nhiều thì nó sẽ càng nguy cơ cao. Thì đó là những trường hợp mà có kinh sớm hay mang kinh trễ nè ha, hoặc xài thuốc nội tiết thay thế, rồi sinh con đầu lòng muộn hoặc là không sinh con, không cho con bú ha. Và yếu tố thứ ba yếu tố di truyền là các đột biến gen, thì nhớ dành tôi cái gen BRCA1/2 là được rồi ha. Rồi hết cái phần tiền căn ha, thì mấy bạn cứ hỏi. Rồi tiếp tục đi Long. Dạ khám lúc 10 giờ ngày 7 tháng 4 năm 2021. Một thứ nhất là về toàn thân, bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, da niêm hồng, tổng trạng trung bình, không phù, không dấu xuất huyết, vệ sinh hiệu, mạch 80 lần trên phút, nhiệt độ 37 độ, huyết áp 120/70 mm thủy ngân, nhịp thở 20 lần trên phút, cân nặng 60 kg, chiều cao 1m58, BMI là
24,03, TPS là 90. Bệnh nhân có thể hoạt động bình thường, ít dấu hiệu của bệnh, tim đều, T1, T2 rõ, không âm bệnh lý. Âm tế bào em dịu hai tế trường, không gan, bụng mềm, cân đối, ấn không đau, không sờ thấy, ung cục, gan lắc, không sờ chạm, không giới hạn vận động, không sưng đau các khớp. Về khám bộ phận tổn thương, khám vú, nhìn hai bên vú không đều, vú phải lớn hơn vú trái màu sắc bình thường, mềm, không u cục, núm vú không bị kéo lệch, không chảy máu, dịch bất thường, vú phải có biểu vị trí hướng 11 giờ, cách núm vú 3 cm, kích thước là 3 x 3 cm, không sưng đỏ, không màu sắc bất thường, ấn không đau, bề mặt trơn láng, mật độ chắc, giới hạn không rõ, di động kém, núm vú không kéo lệch, không chảy máu, dịch bất thường. Về khám hạch, hạch thượng đòn phải 1 đến 1,5 cm, không sưng đo, không sưng đỏ, không màu sắc bất thường, ấn không đau, bề mặt trơn láng mật độ chắc, 5 6 hạch dính chùm, di động tốt, giới hạn không rõ. Về hạch nách, một hạch bên phải kích thước 5 cm, không sưng đỏ, không màu sắc bất thường, ấn không đau, bề mặt trơn láng, mật độ chắc, di động kém, giới hạn rõ bờ đều. Rồi mấy bạn có thắc mắc gì không? Cái phần khám ha. Cái phần toàn thân thì để ý cái BMI ha, thừa cân ha. Đó là yếu tố nguy cơ của bà này ha. Cái thứ hai là KBS thì vẫn còn tốt ha. Bữa tôi nói rồi. Rồi tập trung vào cái phần khám vú này, mấy bạn học rồi. Mấy bạn thấy bệnh nhân này khám vậy là đủ cũ chưa? Mấy bạn có thắc mắc thì mấy bạn hỏi ha. Có ai thắc mắc không? Nè, thấy vậy là khám đủ rồi. Không ai thắc mắc gì hết. Nguyễn Thành Đạt lớp D. Dạ có em ạ. Em có thắc mắc gì phần khám không? Dạ em thấy ở phần vú phải bệnh án chưa có miêu tả màu sắc của da cái vùng vú đó. Người ta ghi kìa, không màu sắc bất thường kìa. Dạ. Dạ em không có ý kiến nữa. Rồi. Đây, xem cái phần khám ha, tôi phân tích lại cái phần khám ha. Lần trước thì khám quá trời quá đất, còn lần này thì bệnh án này thì lại quá ngắn gọn. Thứ nhất là nhìn hai vú không đều, vú phải lớn hơn vú trái ha. Nhìn vậy đủ chưa? Chưa đủ nha mấy bạn ha. Hai vú không đều và nhìn đúng vú có cân xứng hay không ha. Rồi thứ hai, vú trái thì không có gì rồi. Rồi nhìn có cái vú phải lớn hơn vú trái, nhưng mà có cái khối gì nó lồi lên không? Hay là có loét gì không? Ha? Ở dưới là cái phần khám thì chỉ có ở dưới là cái phần sờ ha. Khám vú thì mình chỉ có nhìn với sờ thôi, không có nghe với cỏ. Nên tôi cũng không có nói thêm. Làm gì mình phải nhìn kỹ hơn ha, mô tả nhiều hơn. Tí nữa tôi sẽ nói rõ hơn cho mấy bạn ha. Rồi sờ thì xem vị trí nè ha, vị trí mình sẽ mô tả theo cái hướng đồng hồ là đúng rồi ha. Mấy giờ, cách núm vú mấy cm, ok. Kích thước, rồi ok. Rồi mật độ, giới hạn không rõ,
di động kém, giới hạn không rõ di động kém, có đau hay không, không thấy mô tả nè ha, à ảnh không đau nè, rồi bề mặt trên láng, bề mặt trên láng nhưng mà giới hạn là không rõ ha. Bề mặt là mấy bạn là bề mặt gì đây, bề mặt da hay bề mặt gì ha, đó thì cũng là đủ được 7 tính chất rồi đó ha. Nhưng mà sao vẫn còn chưa đủ, cái chỗ di động tôi nói rồi, bữa tôi có nói qua rồi, di động so với thành ngực là cái cơ ngực lớn, tức là cái mô mình là mô vú, nó sẽ mình lắc qua nó không có dính vô cái cơ ngực thì gọi là di động so với thành ngực. Còn di động so với mô xung quanh thì mấy bạn trở về cái hình của cái mô vú ha. Đây thì mấy bạn có thể nhìn thấy ha, thì ví dụ ung thư vú nó sẽ xuất phát từ cái chỗ mà mô tuyến vú là cái bộ chỗ tím tím, thì có thể nó xâm lấn ra ngoài, nó dính vào mô mỡ thì nó sẽ kém di động so với mô xung quanh ha. Hoặc là mấy bạn kháng cái vú lành thì nó sẽ khác, nó sẽ chạy xung quanh cái mô mỡ, tại vì mô mỡ nó lỏng lẻo ha, thì nó sẽ chạy dưới cái tay của bạn. Thì hai cái này là hai cái hoàn toàn khác nhau, mấy bạn phải mô tả di động là di động so với gì ha, so với mô xung quanh và so với thành ngực như nào ha. Rồi đến chuyện khám hạch, khám hạch thì mấy bạn phải khám hạch nách trước, để phải để trên ha, tại vú thì thường di căn đến hạch nách, hạch nách phải, nhưng mà sao không khám hạch nách trái, rồi hạch trên đòn trái có không, vẫn có khả năng nó di căn đối bên luôn nha, nên mấy bạn phải khám thêm luôn cái phần đối bên ha. Hạch thì cũng như mô tả kích thước như vậy, rồi 1 đến 5 cm, 5-6 hạch dính chuồng, tức là tổng kích thước là 1 đến 5, hay là mỗi hạch 1,5 cm thì mấy bạn không ghi ha. Thì chỗ này tôi cũng không hiểu luôn. Rồi hạch bên trái phải nè, hạch bên phải kích thước, hạch nách bên phải kích thước là 5 cm rồi nha. Rồi bề mặt trên láng mật độ chắc, di động kém ha. Mấy bạn để ý cái chỗ di động để mình đánh giá giai đoạn lâm sàng ha. Thì mấy bạn chỉ cần nhớ cái hạch á, nếu mà hạch nách thì di động, hạch nách mà sờ thấy di động thì là N1. Còn hạch nách mà sờ thấy mà nó di động kém á, tức là không di động á, nó dính á, thì là N2. Còn sờ thấy hạch trên đòn thì sẽ qua N3 ha. Thì cái đấy là mình nhớ nhanh thôi, làm kinh nghiệm lâu năm thì nhớ ha. Thì cái đấy cũng đơn giản, các bạn có thể nhớ được ha. Rồi, đây tôi tóm lại, tôi tóm lại cho mấy bạn cái phần khám. Cái phần này thầy Vũ cũng nói nhiều rồi, hôm nay tôi chỉ nói nhanh lại thôi ha. Thì thứ nhất, khám vú thì nó có nguyên tắc, thì người ta ra cái 7 chữ B để cho mấy bạn dễ nhớ ha. Ví dụ đi thi mà tôi cho cái câu này, nguyên tắc khám vú ha, thì mấy bạn có thể biết trình bày ra cái phần này là được ha. Thì thứ nhất, chữ B thứ nhất là sau khi sạch kinh. Tại sao sau khi sạch kinh? Bởi vì sau khi sạch kinh 5 đến 10 ngày tuyến vú nó mềm nhất ha. Còn mấy bạn có nữ có kinh thì biết rồi, khi mà sắp có kinh thì cái tuyến vú nó cũng sẽ khó chịu căng cứng lên ha. Cái thứ hai là có đủ giới hạn, thì chỗ này nói rồi, cái nhìn cái hình đầu tiên ha, cái giới hạn vú ha. Ở trên là xương đòn, ở dưới là cái nếp vú ha. Ở bên phải của bệnh nhân á là cái chỗ cái thành ngực ha. Và bên trái là đến cái xương ức ha, phải khám đủ, nhất là cái chỗ đuôi vú mấy bạn hay sót là nó gần vị trí nách đó nha. Cái thứ chữ B thứ ba là cái position, tức là tư thế khám hoặc là tư thế nhìn. Thì các bạn nhìn vô cái hình dưới có ABCD đó ha. Tư thế nhìn của cái tuyến vú ha. Mấy bạn có thể cho bệnh nhân đứng, mấy bạn cho bệnh nhân ngồi, hoặc mấy bạn cho bệnh nhân nằm để khám ha. Thì thông thường thì ở bệnh viện của ung bú ấy, thì người ta hay ngồi đối diện bệnh nhân để khám. Thì cái tư thế đấy nó thuận tiện nhất ha. Bởi vì không có đủ cái giường để cho nằm, mỗi bệnh nhân lên giường xuống giường nằm là cũng hết hơi ha.
Cái thứ tư là cách sờ nắng. Thì bữa dậy rồi, nhìn cái hình có cái ba ngón tay ha, nữ sờ bú là bằng ba ngón tay ha, phải sờ bằng ba ngón tay giữa ha. Và cái thứ năm kiểu sờ nắm, thì mấy bạn nhìn vô cái hình góc cuối cùng, mấy bạn có thể sờ tùy sao, miễn sao cho đủ cái tuyến vú là được. Thứ nhất ấy là sờ hình xoắn ốc, thứ hai là sờ hình song song ha, có thể là ngang hoặc là dọc. Thứ ba là sờ hình bánh xe, căm xe ha, thì là cái hình thứ ba đó ha. Đó là cái cách sờ ha. Rồi cái thứ sáu là cái độ sâu, cái áp lực pressure. Thì mấy bạn biết là mấy bạn bánh vô ha, nhất là đối với khám vú kỵ nhất là để móng tay nha mấy bạn ấn nữa, nhất mà mấy bạn mà có móng tay mấy bạn ấn thẳng bằng cái ngón ấy, là sai ha. Mấy bạn phải sờ bằng cái lòng của bàn tay, cái chỗ mệt phần mềm của mình ấy, ha. Mấy bạn sờ thấy vô là thấy nó mềm thì cái vú mình sờ vô cũng mềm, chứ mình không dùng bằng cái ngón để mình ấn vô nha, ấn vô là người ta rất khó chịu ha. Và cuối cùng nè, giáo dục cho bệnh nhân cái chuyện mà tự khám vú và phát hiện cái sang thương vú ha. Thì đó là cái nguyên tắc khám. Thì đây là cái hình sơ qua để quan sát ha. Nhìn thẳng vào hình thôi, cái trên là mà cái tư thế thôi ha. Ngồi ha, giơ tay lên, chống tay và chống ghế ha. Cái này tôi nói nhanh tại vì mấy bạn học rồi. Rồi quan sát vú thì cần ghi nhận những gì nè, thấy không? Rất là nhiều thứ mà mấy bạn mô tả một dòng rất đơn giản. Thứ nhất là kích thước, có người vú to vú nhỏ ha, tùy người mập người ốm ha. Và thứ hai là sự cân xứng của hai vú. Và thứ ba là sự đối xứng của những vú. Thứ bốn là cái đường bờ ha, là cái nếp vú ha, có đều hay không. Và thứ năm là có cái khối gì không, rồi cái da bất thường hay gì không, rõ nét gì không, được chưa? Đây, tôi chiếu lại một số cái hình cho mấy bạn. Đây, để ý ha. Cái hình A ha, là cái xâm nhiễm ra da nó gồ lên ha, rất rõ ha. Hình B là một cái vùng rét ở ngay cái quần vú trong cái vực A ghép ha. Rồi ở dưới hình A cái dấu nhíu da. Và hình B là dấu da cam, dấu này thì rất rõ ha. Rồi. Đây là tiết dịch đúng vú ha, là hình A. Hình B là một cái tổn thương lao vú, lao vú là lành ha. Mà nhìn mấy bạn nhìn nhiều khi nó rét rét này nọ, mấy bạn cứ nghĩ là ung thư ha. Hình ở dưới đây là một cái áp xe hình A, và cuối cùng ung thư vú nó có một cái dạng là gọi là ung thư vú dạng viêm, tức là nó viêm toàn bộ cái vú luôn ha. Cái này là một triệu chứng của T4 ha, tức là dấu da cam hoặc là loét da hoặc là ung thư vú dạng viêm, đó là một cái dấu hiệu, những dấu hiệu của cái T4 ha, tức là giai đoạn vú, giai đoạn thứ 4 ha. Thì khám thì mình mô tả những gì thì đây, mấy bạn mô tả cũng tương đối rồi, tôi lướt qua luôn, tôi không nói nhiều ha. Rồi để ý khám tiết dịch đúng vú nếu bệnh nhân có khai ha, tư thế tay ha, chứ mình và nhẹ nhàng, ấn nhẹ nhàng, mình không có mặt bạo đối với người ta nha. Rồi mô tả vị trí bú thì tôi nói rồi, đỉnh bú là trung tâm và mô tả theo hướng đồng hồ, không giống như cái phần giáp bữa trước nha, lấy gì hõm ức làm trung tâm rồi mô tả theo đồng hồ là thấy sai ha. Và cách đỉnh bú bao nhiêu cm hướng mấy giờ ha, để người ta định hình. Còn nếu bú to quá thì mình có thể mô tả là 1/4 nào, các bạn chia ra ha, nó có núm vú chia làm 4/2 đường dọc ngang ha. Thì trên bên phải, trên bên trái, dưới phải dưới trái ha, thì chia làm 4/4 góc nào đó ha.
Rồi, khi khám thì nó sẽ có một số dấu hiệu để cho mấy bạn nghi ngờ đó là ung thư ha. Thì dấu hiệu màu đỏ là nghĩ nhiều, màu xanh thì là nghi ngờ, và màu xanh lá thì là ít nghĩ ha. Thì cái này mấy bạn đọc thêm, cái này tôi không nói nhiều, không có thời gian. Rồi, khám thì luôn khám với ung thư là đi theo TNM. N là khám hạch ha. Hạch thì cái nguyên tắc khám hạch là nách phải trùng và tay phải thả lỏng. Mấy bạn thấy cái hình cái cô đấy khám ra ha. Cái bàn tay khi khám bên cái nách bên trái của bệnh nhân thì cái tay bên trái của mình sẽ đỡ cái cổ tay bên phải của bệnh nhân ha. Đỡ cổ tay bên phải và cái tay phải sẽ sờ nách trái mình ngồi đối diện ha. Thì hạch nách sẽ có mấy nhóm, nhìn vô cái hình này ha, sẽ có 5 nhóm: nhóm trước, nhóm sau, nhóm trong là ngay cái ngực ha, và nhóm ngoài cái chỗ cánh tay, và cái chỗ trung tâm là đỉnh nách ha. Mấy bạn tự sờ đi mấy bạn mới cảm nhận được ha. Thì nhóm trước á, thì nó dọc cái cơ ngực lớn ở phía trước, còn phía sau mình sẽ có cơ lưng gọc thì mình sẽ sờ theo dọc cái cơ lưng gọc. Trong thì mình dễ rồi, ngoài thì cũng dễ rồi, là ngoài cánh tay ha. Còn đỉnh thì mình cứ sờ thẳng lên hố nách. Đây là cái cách sờ ha. Mình ngồi đối diện bệnh nhân ha. Nhóm giữa ha là nhóm trong á. Đó, thì mình sờ cái tay mặt, cái mặt tay, cái lòng bàn tay úp vô ha, sờ phía trong. Rồi sờ lên cái đỉnh nách ha. Rồi nhóm trước thì mình sờ cái hở với ngón cái ha, cái ôm cái cơ ngực lớn. Nhóm bên thì mình phải đổi tay ngược lại, mình đang khám bên trái nha, thì phải đổi tay trái để khám bên cái nhóm bên của nách trái thì nó mới thuận. Còn nhóm sau thì mình sẽ ra ngồi đằng sau và sờ hai bên. Hạch trên đòn đó, bữa khám rồi ha. Và đối với ung thư vú thì có khả năng di căn hạch dưới đòn nữa. Mấy bạn nhìn ra cái hình, mấy bạn có thắc mắc gì không? Cái phần khám hạch nè. Hả? Có ai thắc mắc gì không? Tôi cho 15 giây, nếu mà không ai thắc mắc tôi qua cái phần khám hạch. Bữa thầy Vũ cũng nói rồi ha, nên chắc là mấy bạn cũng nắm được. Rồi, thôi đi tiếp. Và cuối cùng là khám cơ quan di căn xa ha. Hồi nãy là khám hỏi thì cũng những cái cơ quan thường gặp là gan, xương, phổi, não ha. Mấy bạn khám những gì ha? Gan thì mấy bạn đó khám bán bục, sợ chứng suy gan, tăng áp cửa gì đó ha, rồi xem gan có to không. Xương thì có khám về yếu liệt, đau nhức xương ha. Phổi thì đó, hội chứng ba giảm, khó thở, đau ngực gì đó. Và não là các triệu chứng về thần kinh ha, dấu thần kinh định vị 12 giây sò đó, tăng áp lực nội sò, đó là những cái dấu mình cần khám. Thì khám xong hết cái phần này thì mình sẽ thường đối với ung thư vú mình nên vẽ sơ đồ. Đây là cái sơ đồ vẽ ha, để tóm lại của bệnh nhân này. Thứ nhất là bệnh nhân có một cái khối ở vú ha, 3 cm, hướng 11 giờ ha, cách đỉnh vú 3 cm luôn đó. Cái thứ hai là bệnh nhân có một cái khối hạch ở nách 5 cm là dính ha. Và cuối cùng là có những cái cục hạch trên đòn. Ở đây tôi vẽ đại diện một cục ha, 1.5 cm. Mấy bạn nắm được cái phần khám của bệnh nhân này hết chưa? Rồi tôi qua tiếp cái phần tóm tắt của mấy bạn nha. Rồi bạn Long tiếp tục đi. Dạ, em đặt cái tập.
Tóm tắt bệnh án, bệnh nhân nữ 55 tuổi nhập viện vì phát hiện khối ở vú phải, triệu chứng cơ năng sẽ thấy một nốt nhỏ ở nách phải, kích thước khoảng một đốt ngón tay, không sưng nóng, đỏ đau, không chảy máu, không chảy dịch bất thường, sờ thấy một khối vú phải, kích thước khoảng một đốt ngón tay, không sưng nóng đỏ đau, không chảy máu, không chảy dịch bất thường, kèm theo nhiều u nhỏ thuộc đòn phải dính chùm thành đám. Các khối có sự tăng kích thước trong 3 tháng, triệu chứng thực thể, hai bên vú không đều, vú phải lớn hơn vú trái màu sắc bình thường, mềm, không u cục, lông vú không bị kéo lệch, không chảy dịch bất thường. Vú phải có biếu vị trí hướng 11 giờ, cách núm vú 3 cm, kích thước là 3 x 3 cm, không sưng đỏ, không màu sắc bất thường, ẩn không đau, bề mặt trơn láng, mật độ chắc, giới hạn không rõ, di động kém, núm vú không kéo lệch, không chảy máu hoặc là dịch bất thường. Hạch thượng đòn phải khoảng là 1 x 1.5 cm, chắc 5-6 hạch dính chùm, di động tốt, giới hạn không rõ. Hạch nách phải một hạch kích thước 5 cm, cứng chắc, di động kém, giới hạn rõ, tiền căn là đái tháo đường tiếp 2. Về bệnh luận lâm sàng, bệnh nhân nữ 55 tuổi nhập viện vì khối vú phải. Khám vú phải ghi nhận có biếu vị trí hướng 11 giờ, cách núm vú 3 cm, kích thước là 3 x 3 cm.
Dạ anh ơi, sao cái này mình không có làm MRI à? Rồi một bạn đề nghị MRI. Rồi còn ai gì? MRI gì á? Thì là cho thầy là hỏi đi. Dạ em thắc mắc là chỗ chẩn đoán sơ bộ là sao không ghi là theo dõi, với cả là ung thư vú này mình đánh giá được mức độ giai đoạn trên lâm sàng, bạn không có đánh giá. Thì bạn mới hỏi về đánh giá sao? Theo em đánh giá sao? Thầy là em đọc thì có đánh giá theo phân độ tiên em trên lâm sàng ạ. Ừ đúng rồi. Tại sao lại ghi như này? Vậy thì em đánh giá thử coi. Thưa thầy thì cái này em đánh giá là theo dõi ung thư vú phải giai đoạn là T2 N3 M0 trên lâm sàng. N3 M0. Đã tới đường tiếp 2. Dạ. Ok. Đúng rồi đó nha, mấy bạn chẩn đoán là mấy bạn chẩn đoán lâm sàng là có thể cái này chẩn đoán sơ bộ thì mấy bạn có thể đánh giá được gần cái lâm sàng thì mấy bạn đánh giá luôn nha. Rồi, còn ai thắc mắc gì nữa không? Các bạn hồi nãy nói em trai á. Vậy em trai gì? Em trai não hay em trai gì? À, xin lỗi mấy bạn, tôi có điện thoại xíu nha. Rồi, ok, tôi nghe xong rồi. Rồi, còn bạn nào thắc mắc gì không? Em trai, hồi nãy bạn em trai gì? Mình chụp em trai não, em trai vú hay em trai ngực hay em trai cổ hay cái gì? Em trai vú. Em trai vú hả? Thì sao em trai thì nó có lợi điểm gì hơn so với nhũ ảnh siêu âm? Thế là nếu mà cái em trai vú ảo sát mạng nhũ ảnh chắc mình không có phát hiện tổn thương được thì có cái MRI nó tốt. Tức là sao? Dạ nếu mà, dạ thêm cái nhũ ảnh là nếu mà cái nhũ ảnh mình chụp ra mình chưa có khảo sát rõ được cái tổn thương thì mình có thêm cái MRI để mình làm để mình chắc chắn hơn. À. Nhưng mà trước tiên á, tiếp cận ban đầu thì mình sẽ không chụp tiếng MRI đâu nha. Nên mình sẽ dựa vào cái nhũ ảnh với siêu âm trước để mình tiếp cận. Bởi vì đất nước mình còn nghèo ha. Nên cái số tiền mà chụp MRI người ta cũng chưa chắc cần thiết ha. Mình sẽ dựa vào nhũ ảnh và siêu âm trước để chẩn đoán. Rồi còn ai thắc mắc gì cái phần đề nghị của mấy bạn nữa không? Có thiếu sót gì nữa không? Dạ em nghĩ là em không biết là cái chỗ sinh thiết giải phẫu bệnh á thì làm luôn một lần là FNA sinh thiết loại kim và hormone miễn dịch luôn là trên cái bướu đó. Và nhưng mà là trên cái bướu đó thôi. Mình có làm thêm những cái và cái thứ hai là mình có làm trên những cái khối bú mà mình phát hiện ở nách hay là ở thượng đòn không?
Vậy theo em có không? Dạ em nghĩ là nếu như mà mình siêu âm ra, nếu như mà mình tìm, mình làm những cái này trên bướu, mình xác định là ác tính thì mình và kết hợp với siêu âm Doppler thì mình sẽ xác định là nó sẽ là hạch di căn. Vậy là có đúng không? Vậy là em đề nghị là làm thêm cái M&A của cái hạch nách với hạch trên đòn đúng không? Phải không? Dạ không, nếu như em nghĩ là nếu như mình xác định cái bướu này là ác tính rồi thì mình dựa vào siêu âm của cái hạch thì mình có thể xác định, mình nghĩ là từ siêu âm hả? Siêu âm hạch. Nhưng mà em có bằng chứng giả giả có bệnh là cái quyết định mà. Dạ. Yeah. Thì mình nghĩ nhiều thôi nhưng mà cái bằng chứng thì vẫn giả có bệnh vẫn là tiên quyết. Em hiểu không? Dạ. Yeah. Nên em hỏi đúng rồi đó. Thiếu làm M&A của cái hạch nắp và cái hạch trên đòn ha. Em hiểu không? Cái bệnh cảnh thì mình giải thích được, tức là ung thư vú thì có khả năng di căn đến đấy thì nó phù hợp đúng không? Phù hợp lâm sàng. Nhưng mà đâu chắc chắn là khả năng, nhiều khi bệnh nhân anh nói rồi cái hạch ở trên cổ là hạch lao sao? Em hiểu không? Yeah. Bệnh nhân phát hiện hạch trước mà, nhiều khi hạch nắp cũng là hạch lao luôn. Bệnh nhân mới chỉ có một cái cục ung thư thôi là mình chẩn đoán sai đúng không? Nếu mà mình không có bằng chứng là nó di căn hạch trên nòn thì mình đâu có chẩn đoán N3, mà chẩn đoán N3 thì mấy bạn điều trị khác với là không có N, mấy bạn hiểu không? Nên nó rất quan trọng. Nên đối với cái ca này nè thì mấy bạn thiếu cái phần gì chẩn đoán cái hạch rồi, phải xác định luôn là M&A của cái hạch, hạch nắp và hạch trên nòn nó đúng là di căn không, mấy bạn hiểu không? Chứ mấy bạn là chỉ lo tập trung vào cái bú thôi mà quên đi cái hạch ha. Cái hạch mấy bạn làm M&A nếu nó ra di căn hạch, carcinoma tuyến vú di căn hạch thì mấy bạn khẳng định luôn nó là từ tuyến vú di căn. Có những bệnh lý nhiều khi là nó ra một cái khác, hạch lao hoặc là hạch gì khác nữa, hoặc là limpo như tôi nói đó ha, thì có thể bệnh nhân bị 2-3 bệnh một lúc không loại trừ được nha. Hoặc là có một cái bệnh là liên phong tuyến vú luôn, cũng có luôn ha. Ở đây nè mấy bạn không thể thấy, để ý nè, ở trên là nhũ ảnh siêu âm tuyến vú, ở dưới siêu âm mạch máu buồng vú nách. Là sao không? Thấy không? Làm nó mâu thuẫn ha. Rồi cái chuyện mà em thắc mắc là có làm M&A với cái thằng sinh thiết lõi kim cùng một lúc không? Thì tôi nói nè, đối với nước ngoài người ta giàu á, tôi nói ha, M&A thì một cái mình làm nó khoảng tầm 300, còn đối với làm sinh thiết lõi kim ấy, nó khoảng tầm 1 triệu đến 2 triệu. Thì đối với nước ngoài người ta làm thẳng luôn cái phần sinh thiết lõi kim, tại vì khi mà làm lõi kim thì sẽ là mô học, thì người ta sẽ khảo sát được cái tình trạng thụ thể nội tiết này nè. Đối với ung thư vú cái IA, BA và hợp tu này rất quan trọng để cho điều trị, nó quyết định cái điều trị của mình ha. Nên ở nước ngoài người ta sẽ làm thẳng luôn cái phần co biopsy luôn. Còn Việt Nam mình tôi nói rồi còn nghèo ha, thì một số vẫn là làm M&A trước. Nếu những cái bú mà nhỏ mà mình không cần cái này quá cái chuyện mà làm cái IABA hợp tu trước á, thì mình mà mổ luôn, dự kiến mổ luôn thì mình có thể chỉ cần M&A dương tính thôi là mình sẽ mổ nha. Thì thông thường chẩn đoán bình thường thì mình vẫn làm từ M&A, nhưng mà cái giá trị của M&A thì không bằng cái sinh thiết lõi kim, bởi vì cái sinh thiết lõi kim nó là cái mô ha. Hoặc là mình làm khi nào cái M&A mình ra nó chỉ là nghi ngờ ung thư thôi, hoặc là nó không phải, nó không phù hợp với lâm sàng. Lâm sàng mình nghĩ ung thư vú nè, siêu âm cũng nghĩ ung thư nè, nhưng mà M&A là kêu là vú lành, vú sợi tuyến, mình thấy không phù hợp thì mình tiến tới cái chuyện sinh thiết lõi kim. Mà sinh thiết lõi kim không ra nữa, mình tiến đến chuyện sinh thiết mở luôn, được không ha? Đối với ung thư vú là có đến 3 phương pháp để mình làm, thì mình sẽ đi từng nốt một ha. Rồi tôi sẽ tóm lại cái phần đề nghị cận lâm sàng cho mấy bạn để mấy bạn khu trú lại cho nó dễ nhớ nha. Thì như hôm bữa tôi cũng dạy mấy bạn rồi, đối với một cái tình trạng bệnh án thì mình luôn nhớ là lâm sàng cận lâm sàng là giả phẫu bệnh
Thì lâm sàng nãy giờ tôi nói nhiều rồi ha. Cả lâm sàng thì lúc nào cũng chia ra hình ảnh học và xét nghiệm máu ha. Và giả phẫu bệnh thì như tôi nói đó, có 4 thứ: MNA, co, sinh thiết mở và nội soi sinh thiết. Thì đối với một bệnh lý mình suy nghĩ là mình sẽ làm cái gì ha? Mình áp vô thôi. Thì qua đây tôi tóm lại. Thì bây giờ thứ nhất, mình chẩn đoán là mình chẩn đoán theo TNM, tức là bú, hạch và di căn. Thì mình sẽ đề nghị cái cận lâm sàng nào để chẩn đoán cái đấy. Thứ nhất, bú nè, T là bú nè. Thì thứ nhất là có nhú ảnh nè, hay không về hình ảnh học nè ha. Và thứ hai là có siêu âm nè. Và thứ ba là MRI nè. Vậy thì mình sẽ làm cái gì? Thường mình sẽ làm nhú ảnh và siêu âm là chắc chắn phải làm rồi. MRI sẽ làm trong một số trường hợp để mình đánh giá nó đa ổ, hoặc là có thể bảo tồn, phẫu thuật bảo tồn, hoặc là đánh giá cái khả năng phẫu thuật triệt để, hoặc là đánh giá hóa trước mổ, hóa trị trước mổ, rồi hóa trị sau mổ, xem như nào ha. Tí nữa tôi sẽ nói sâu hơn. Thì thường mình sẽ đề nghị nhú ảnh và siêu âm là hai cái đầu là chắc chắn phải có ha. Đánh giá hạch thì mấy bạn biết rồi, ung thư vú, di căn hạch nách và hạch cổ, thì mình sẽ đánh giá hạch bằng cách cho siêu âm hạch vùng nách và cổ. Thì đối với cái chỉ định siêu âm ấy, thì thường người ta sẽ siêu âm vú, người ta sẽ coi luôn cái nách, hay người ta sẽ gọi là siêu âm vú nách ha. Còn cổ thì sẽ là siêu âm riêng ha. Đó, giờ đến đánh giá đến M, thì mình nó di căn đến đâu thì mình sẽ làm cái những cái xét nghiệm liên quan đến nó ha. Đối với ngực thì có thể làm X quang là cái thường quy trước. Nếu bệnh nhân có triệu chứng về ngực như đau ngực, khó thở thì cần thiết phải làm CT ngực ha. Đối với gan, gan thì nếu có triệu chứng thông thường, bình thường mình cũng không có phát hiện triệu chứng khám rõ đâu, thì có thể là cho siêu âm bụng kiểm tra ha. Siêu âm bụng xem nó có gan to, di căn gan không. Dây di căn gan giai đoạn đầu nó không có triệu chứng gì nhiều đâu mấy bạn ha. Rồi thứ hai là đánh giá về CT bụng ha. Rồi một số cái gan thì mình sẽ đánh giá chức năng gan bằng cái chai, thì mấy cái xét nghiệm máu đó ha. Albumin, protein, bilirubin gì đó, đông máu ha, đánh giá chai ha. Rồi xương thì sẽ làm sạc hình xương. Sạc hình xương làm khi nào? Thứ nhất là khi có triệu chứng là đau. Thứ hai là nếu bú trên T3 hoặc là có khả năng là di căn hạch rồi, tức là N1 trở lên thì phải làm sạc hình xương để kiểm tra, bởi vì khả năng di căn xương rất cao ha. À, não. Não thì mình khi có triệu chứng về não thì mình sẽ làm MRI ha. Còn buồng trứng, di căn buồng trứng thì cũng có thể gặp trong tư vú, thì mình có thể phát hiện bằng siêu âm bụng hoặc CT bụng. Đó. Thì cái phần cận lâm sàng này mấy bạn còn thắc mắc gì không? Cái phần đề nghị đó nha. Tôi lướt nhanh qua cái phần mấy cái này. Mấy cái này thì thầy Vũ cũng nói rồi nên tôi lướt nhanh thôi ha. Đối với cái phần nhú ảnh ha, thì quan trọng ấy, nó có thể âm tính do cái gì? Do cái người đọc, do cái bản chất của cái bú hay vị trí cái bú, hoặc là cái mô bú. Nếu mà vô bú dày quá thì không thể nào nhìn thấy được cái bú được ha. Thì đây là cái hình để xem tuyến vú nè. Số 1 đấy là mô vú chỉ có mỡ thôi, mỡ và cái mô liên kết thôi ha. Còn số 4 đấy là mô vú dày, nó trắng xóa à. Nếu mà một cái cục vú thì nó sẽ trắng xóa vậy luôn ha. Nó cũng có khả năng trắng trắng vậy đó. Là mấy bạn nó sẽ lẫn vô cái mô vú này là mấy bạn không thể nhìn thấy được. Đây là cái tư thế chụp nhú ảnh thường gặp ha. Là hai tư thế là đầu đuôi, tức là trên xuống dưới này, ép cái vú từ trên xuống dưới ha, từ đầu đến chân á ha, là cái hình bên ở dưới. Và cái tư thế chụp ép nghiêng để chụp được cái nách, để xem thấy hạch nách ha, là cái hình ở trên. Thì đây là một số cái sang thương cái nhú ảnh mấy bạn có thể gặp ha, nhìn cái mô tả cái hình ha. Thì cái này tôi chỉ nói nhanh qua, chắc cũng không phải là cái mục tiêu của mấy bạn ha. Đó là cái đề cái sang thương vôi hóa, mấy bạn nhìn được nó có vôi hóa là mừng rồi ha. Đây, rồi người ta sẽ đánh giá, rồi đánh giá thành cái chữ BRAC ha. Hôm bữa mình học cái TRAC trên siêu âm là cái nguy cơ ung thư tuyến giáp ha.
còn cái BRAF là nguy cơ ung thư tuyến vú. Thì nó nguy cơ như thế nào nè, người ta sẽ phân thành 6 loại ha, từ 0 đến 6, càng cao thì là khả năng ung thư càng lớn ha. Thì mấy bạn có thể thấy là ví dụ là loại 1 với loại 2 là coi như là lành tính ha, 3 thì có thể lành, và 4 là nghi ngờ. Cái 4 rất dao động ha, từ 2 đến 95%. Còn 5 á, BRAF 5 tức là nghi ngờ cao á, là khả năng ung thư là trên 95% luôn á ha. Thì đề nghị mình phải sinh thiết. Thì đây là cái sơ đồ của người ta thôi, thì mình cũng có thể tham khảo cho mấy bạn thêm ha. Khi mà chụp nhiếp ảnh xong thì sẽ làm thêm cái gì. Rồi tiếp, cái tính vú siêu âm ha. Siêu âm thì mấy bạn biết là siêu âm là do bác sĩ siêu âm, mà bác sĩ thì có người giỏi người dở ha, nên không biết được là như nào ha. Nhưng mà so với nhiếp ảnh thì siêu âm có lợi thế gì? Thứ nhất là nó sẽ dành cho người trẻ ha. Thứ hai á thì sẽ không có lợi ích khi mà cái tổn thương ung thư nó chỉ là cái vôi hóa thôi, nó không thành cái khối. Siêu âm thì thường nó nhìn thành cái khối ha, giống như quả xoài mà mấy bạn nhìn thấy cái hột ở trong á, thì siêu âm nhìn thấy được hết cái hột, nếu nó thành cái khối. Còn nếu nó chỉ là một cái mảng .. không á, thì mấy bạn không thể nào nhìn được trên siêu âm đâu ha, nên nó sẽ bị âm tính giả cái chuyện đấy ha. Thì đây là một số hình ảnh ha. Thì đó cái hình vú bình thường ha, nó sẽ có những cái nang nhỏ lẫn mô mỡ ha. Đó, vú sợi tuyến mấy bạn nhìn thấy không, rất rõ, giới hạn rất rõ ha. Rồi nang vú, nang thì mấy bạn biết rồi, siêu âm nước là màu đen ha. Rồi đây hình ảnh ung thư nè, thấy không, nó nằm ở giữa, nếu rồi thành khối rồi bờ nó nham nhở co kéo mô xung quanh ha. Còn cái kia là ung thư mà nó nằm trong cái nang, nó có cái chồi vô ha. Thì đó, đối với siêu âm á, không thể phát hiện nếu mà ung thư nhỏ hoặc không tạo u ha, hoặc là cái dạng mà vôi hóa này nè, thì không thể nhìn thấy được ung thư, phải chụp nhiếp ảnh ha. Rồi tôi qua cái phần MRI. Phần MRI thì đó, tôi nói rồi ha, để mổ có cần thiết hay không thì chỉ có một số là có thể cần thiết. Cái màu xanh đó là nếu mà bệnh nhân mong bú dày nè, hoặc là bú đa trung tâm, đa ổ, hoặc là hóa trị trước mổ thì cần thiết để đánh giá thôi ha. Mấy bạn có biết phân biệt được giữa MRI và CT bằng cách nào không? Tôi gọi ha. Lê Anh Thư lớp D. Dạ. Làm sao em nhìn vô cái phim là em biết là phim này phim CT, phim này phim MRI. Mấy bạn chỉ cần biết nhiêu đó thôi là được rồi. Dạ em dựa vào cái màu ạ. Màu gì? Dạ, nếu mà làm bên phim CT thì em thấy là cái cấu trúc mà xương thì nó sẽ thể hiện rõ hơn so với phim MRI thì mấy cái mô mềm nó sẽ thể hiện rõ hơn. Xương thì sao? Xương bên CT nó sẽ màu gì? Nó cản tia thì nó sẽ màu trắng. Đó, em... Đúng rồi. Nhìn vào cái xương ha mấy bạn. Mấy bạn nhìn đây ha, thấy cái cột sống không? Em đối với phim MRI này nó không có rõ cái hình đâu ha. Còn đối với CT này mấy bạn nhìn vô, mấy bạn đập vào mắt liền là cái xương nó cản, nó trắng bóc à, trắng tinh nè ha. Thì đây là một cái hình ảnh MRI ha, thì mấy bạn nhìn thấy là trước khi tim cản từ rồi ha, và cái bú nó nằm ở bú bên trái ha, sau khi tim thì nó bắt sáng lên, thấy không? Rồi ngoài ra cái phần cận lâm sàng thì còn có một cái người ta hay gặp là cái CA
1.5.3 đó ha. Thì cái này dạo này bây giờ mấy cái mặt cơ này thì nó giá trị của nó giảm rồi, người ta cũng không có sử dụng nhiều ha. Thì mấy bạn chỉ cũng biết thôi, bởi vì cái này nó không có giá trị chẩn đoán ha. Tức là sao, âm tính thì không phải là ung thư, thì không chắc chắn là không ung thư, mà nó có dương tính thì nó cũng không chắc chắn là ung thư luôn, tức là nó chẳng có cái giá trị gì hết. Nhưng mà nếu nó càng cao thì cái khả năng mà giai đoạn muộn thì nó càng cao ha. Chủ yếu hồi xưa của nó là theo dõi đáp ứng điều trị rồi tái phát, nhưng mà giờ nhiều khi nó cũng chẳng giúp theo dõi nữa ha. Thì mấy bạn để ý là nó có thể tăng ở người bình thường luôn, thì tức là nếu mà nó tăng thì chưa chắc là tự nhiên khẳng định người ta ung thư. Nên mấy cái trung tâm quảng cáo làm xét nghiệm tầm soát ung thư bằng mấy cái xét nghiệm máu rồi sao ấy nha, không có nha, đừng có khuyên người nhà đi làm mấy đấy ha. Đối với Vũ thì người ta sẽ tầm soát bằng nhũ ảnh và siêu âm ha, khám lâm sàng, đó là cái tầm soát. Rồi tôi qua giải phẫu bệnh ha, đây là cái hình MNA tôi nói rồi ha. Đặc điểm của MNA là gì? Nhanh, đơn giản, chính xác và rẻ ha. Thì cái hình chỉ là tế bào thôi, bữa nói nhiều rồi ha. Rồi sinh thiết rõ kim, đây cái hình bữa tôi nói là không có hình ha, giờ mấy bạn nhìn thấy đó, cái đó là một cái cây súng ha, cái đầu nó vát nè ha, thì nó sẽ sinh thiết ra cái rõ mô ở bên dưới, cái hình ở dưới ha. Và khi mà đọc trên cái kính hiển vi thì nó sẽ ra cái hình giống vậy ha, nó là một cái lập cấu trúc là mô luôn ha. Thì chỉ có mô thì mình mới làm mấy cái hóa mô miễn dịch IA, BA hợp tu được thôi nha. Ngoài ra thì nó còn có một số cái kỹ thuật mới như là vacuum là cái mặt vát ha, hoặc là ABVI, hoặc là sinh thiết mở, có thể sinh thiết bằng hút chân không ha, người ta hút ha. Thì cái này mấy bạn bữa thầy Vũ cũng nói rồi, tôi cũng không nói thêm nhiều ha. Thì đây là cái bảng so sánh giữa ba cái chuyện mà sinh thiết rõ kim, FNA và sinh thiết mở, nó có lợi ích như nào, bất lợi như nào, mấy bạn đọc thêm ha. Thì tôi cũng không nói nhiều nữa, tại vì bữa học rồi ha. Đây cái giá trị của nó, mình quan tâm đến cái dòng cuối thôi, khả năng tiên đoán ung thư ha. Thì mỗi phương tiện thì đa số khả năng tiên đoán ung thư của nó là 95%, tức là nếu mà nó kết luận là ung thư thì khả năng ung thư là rất cao. Ví dụ 95%, tức là khả lâm sàng kết luận là ung thư thì là 100 người đến 95 người chính xác rồi ha. Rồi cái phần này kết quả thì tôi sẽ đọc cho mấy bạn nhanh ha. Xét nghiệm máu bình thường không thấy gì hết ha, tổng phân tích nước tiểu cũng bình thường. Đây cái phần siêu âm tuyến vú, bệnh nhân này có cái siêu âm của bệnh viện ung bướu, mấy bạn này là không mô tả cái siêu âm bệnh viện ung bướu, là lấy cái mô tả siêu âm của bệnh viện Vũng Tàu đúng không, trong khi bệnh nhân đó trong bệnh sử thì ghi là siêu âm ung bướu rồi chờ kết quả. Thì mấy bạn nhìn vào cái siêu âm xem có gì không ha, tập trung vào cái bên phải thì thấy gì đây? Thứ nhất là vị trí 10 giờ có cái khối nó khoảng 18 mm, vùng nách có khối 49 mm, rồi có chuối hạch dưới đòn là hạch Rotter. Hồi tôi có nói mấy bạn là một cái chỗ hạch Rotter là giữa hai cơ ngực lớn và ngực bé ha, thì nó cũng tính là hạch nách nha. Thì chẩn đoán là ca vú phải di căn hạch. Thì ở đây tôi nói là trên siêu âm người ta cũng đánh giá được vi vết, nhưng mà đối với siêu âm không chuyên nghiệp của ở ngoài thì người ta sẽ không làm cái chuyện bi rát cho mấy bạn nha. Thì mình mới thông tin này thì mình chỉ gợi ý giúp mình thêm chẩn đoán thôi. Thì đối với một cái khối nghi ngờ ung thư trên siêu âm nè, echo kém và tua gai ha, cứng trên siêu âm đàn hồi. Ngoài ra người ta có một cái loại mới đây người ta gọi là siêu âm đàn hồi để người ta đánh giá cái khả năng đàn hồi của cái mô ấy, để xem có ác tính hay không á. Thì đây cũng có làm. Rồi nhũ ảnh, mấy bạn nhìn tập trung vào nhũ ảnh ha. Nhũ ảnh này thì đây là cái phim gì hồi nãy tôi có nói,
chụp ở tư thế nào? Bạn Hồ Duy Mỹ lớp C. Nhắc lại, bạn Hồ Duy Mỹ lớp C. Đi đâu rồi? Chắc ngủ rồi này. Dạ có em. Hồ Duy Mỹ, anh mới hỏi gì đấy? Em có nghe không? Dạ, dạ nghe. Ừ, cái phim này hồi nãy là chụp ở tư thế nào? Anh mới nói tức thì. Đầu đuôi hay là chụp dạ. Nghiêng? Dạ đầu đuôi. Đầu đuôi ha. Bây giờ em nhìn qua màn hình. Phim nào bên phim bên phải bệnh nhân, phim nào phim bên trái bệnh nhân? Biết không? Biết không? Dạ hình em nghĩ hình bên trái là bên phải bệnh nhân. Tại sao? Tại sao? Tại sao, tại sao? Tại vì nó có nguyên cái cục màu trắng trắng kìa, như cục bú kìa. Dạ yeah. Ha. Các bạn nhìn ha, cái cục trắng trắng rõ hơn. Mấy bạn nhìn đối chiếu hai phim ha. Phim bên trái thì không có, nguyên bên phải nó có nguyên một cái cục trắng trắng. Nó gần cái đường giữa nè ha. Đó, nó tua tua ra đó. Thì khả năng cái cục đấy là cục bú ấy, mấy bạn ha. Bạn nhìn vậy là được rồi, mừng lắm rồi. Thì người ta mô tả cho mấy bạn ha. Nè, nó nằm rất sâu ha. Vị trí 1/4 trên ngoài là mấy bạn mô tả hướng 11 giờ là tương đối ha. Rìa sau sát cơ ngực lớn luôn. Mấy bạn thấy sát không? Nên cái bú này mình phải khám xem nó có di động so với cơ ngực lớn không. Coi chừng nó xâm nhiễm cơ luôn là mình phải cắt luôn cơ nếu mà mổ ha. Hoặc là xâm lấn cơ ngực lớn cũng là T4 ha. Nên coi chừng nếu mà nó là xâm lấn cơ thì không thể nào chẩn đoán là T2 nữa ha. Tổn thương xâm nhiễm cơ kéo mô vú bên cạnh ha. Cái này mấy bạn chỉ có chụp với một cái phim tư thế CC thôi. Nên mấy bạn không có thể nào nói được cái hạch ha. Thì người ta kết luận nè, virat vú bên phải là số 5, tức là ác nghi ngờ ác tính cao hồi nãy tôi nói đó ha. Và bên trái là một là nghi là lành tính bình thường á. Ha, và giải phẫu bệnh nè là carcinoma tuyến vú ha, kết quả cuối cùng là carcinoma tuyến vú, thấy cái từ đấy thôi là mấy bạn biết là làm hay ác. Võ Vũ Ngọc Trâm lớp B, carcinoma tuyến vú này là lành hay ác đây? Dạ thưa anh là ác tính ạ. À, là ác tính ha. Cái từ carcinoma nè, lymphoma nè ha, thì đó là đại diện cho cái từ ác đó. Mấy bạn nhìn luôn cái từ đấy biết ác là mừng rồi. Rồi ở đây bị lật cận lâm sàng là bạn gì? Bạn Long đọc tiếp giùm anh. Bạn đọc tiếp ạ. Bị lật cận lâm sàng, bệnh nhân có kết quả X quang vú, virat vú phải độ 5, kết quả FNA kết luận là carcinoma tuyến vú cộng với lâm sàng của bệnh nhân thì chẩn đoán là ung thư vú phải. Bệnh nhân có hạch thượng đòn phải khoảng từ 1 đến 1,5cm, chắc 5 đến 6 hạch dính trùng, di động tốt, giới hạn không rõ. Hạch nắp phải, một hạch kích thước 5cm, đúng chắc, di động kém, giới hạn rõ. Nghĩ nhiều đến khối u của bệnh nhân đã di căn hạch, đề nghị xin kích hạch. Bệnh nhân có chỉ số AST tăng nhẹ, nhưng chức năng gan bình thường. Trên lâm sàng chỉ ghi nhận các triệu chứng như là đau hạ sườn phải, phù chân hay vàng da vàng mắt, nghỉ nhiều chưa di căn gan, bệnh nhân không khó thở, không ho, không có tiếng sọ màng phổi, chưa loại trừ, di căn qua phổi, đề nghị MRI thực bụng để xác định độ xâm lấn và di căn của bệnh, giai đoạn 3C, T2, N3 và N0, do kích thước khối u là khoảng 3x3cm, chưa ghi nhận xâm lấn, di căn hạch, chưa di căn xa, bản chất khối u
cần làm thêm hóa môn miễn dịch để xác định, chẩn đoán xác định là ung thư vú phải giai đoạn 3C, T2, N3 và M0. Rồi, có ai thắc mắc cái gì phần này không? Dạ anh ơi, em thắc mắc là cái F&A nó có trả lời được xin ơn tiếng Phú. F&A hồi nãy có trả lời đó, tôi nói bạn kia đó, cái F&A là cạc xin ơn tiếng Phú. Đấy là giải phẫu bệnh. F&A chính là giải phẫu bệnh đó. F&A chính là giải phẫu bệnh, tôi nói đó giải phẫu bệnh. Có F&A nè, có biopsy nè, gì nữa, sinh thiết mở và nội soi sinh thiết. F&A có khả năng trả lời được là cả xin ôm tuyến vú luôn nha. Nếu mà mình biết là mình lấy từ vú và người ta nhìn cái tế bào nghi ngờ ác tính thì người ta sẽ kết luận là cả xin ôm tuyến vú, cũng giống như tuyến giáp thôi. Người ta có thể là cả xin ôm tuyến giáp dạng gì ha. F&A có khả năng làm được cái chuyện đó. Và độ chính xác của F&A hồi nãy tôi có nói rồi đó, cũng khoảng đến 90% trên 95% đó nha. Còn tiếp cái mấy cái hạch thượng đòn với lại mấy cái này là toàn là khám không, đâu phải cần sao. Ừ thì đúng rồi, thì bởi vì chưa làm nên tôi nói là cái này cần phải làm thêm cái này, nhưng mà mấy bạn đề nghị sinh thiết hả? Sinh thiết bằng cách nào? Sinh thiết luôn, sinh thiết mở hay là sinh thiết bằng em đấy hả? Theo em thì sẽ làm cái gì, làm em đây hay là sinh thiết luôn? Em làm cái này trước ha. Tại vì cái bệnh cảnh này mình giải thích phù hợp với lâm sàng thì mình sẽ làm cái này trước. Nếu cái này nó cũng khẳng định được thì thôi, mình không cần phải sinh thiết, đè ra sinh thiết hoặc không phải là lúc nào cũng đè ra sinh thiết nha. Rồi tiếp, có thắc mắc gì nữa không? Dạ anh ơi, cho em hỏi là tại sao bệnh nhân có một kết quả cận lâm sàng là HIV, với lại là em thấy mấy bạn ghi bệnh nhân không khó thở, không ho, không có tiếng cọ màng phổi, chưa loại trừ di căn, cho nên để người em ra vậy có hợp lý không ạ? Theo em có hợp lý không? Dạ tại vì em nghĩ cái này không hợp lý khi mà để đánh giá mức độ di căn phổi, nhưng mà như hồi nãy anh nói thì có cái chụp du ảnh có cái khối bú nó gần với con ngực lớn, thì em không biết là có cần sử dụng em ra để đánh giá có di căn vô, có xâm lấn vô con ngực lớn không ạ? À rồi, cái này nè, cái thứ nhất á là bị luận một hồi tự nhiên không hết, cái tự nhiên nghĩ chưa loại trừ di căn là thấy hơi nhạt rồi, đâu có triệu chứng gì đâu, tôi nói rồi bệnh nhân không có triệu chứng thì mấy bạn không có cần thiết phải làm hết. Mấy bạn sẽ chụp ít quang phổi trước ha. Còn cái chuyện mà như cái hồi nãy nhiễu ảnh có đề nghị ấy, là có thể là nó dính cơ ngực lớn, thì nếu mà cần thiết muốn xác định chính xác là có dính hay không thì có thể chụp em ra, nhưng mà lúc đấy mình chụp là em ra tuyến vú chứ mình không có chụp em ra ngực. Ngực với bụng thì mình sẽ thường mình sẽ làm CT trước ha, chứ em ra ngực thì cũng ít làm lắm ha. Và em ra lúc này mình sẽ làm là em ra tuyến vú ha, để xem là nó có xâm lấn cái chuyện mà cơ ngực lớn như hồi nãy trên nhũ ảnh mình nhìn thấy không ha. Và mấy bạn phải khám xem nó có di độc so với cơ ngực lớn không, tại vì có thể là một cái tua, cái ung thư nó giống như cái tua con bạch tuộc, nó có thể cũng bám một cái tua vô cái cơ ngực, em hiểu không? Thì mình sẽ không có làm cái chuyện mà em ra ngực bụng ha, tự nhiên bị loại không hết, cái cuối cùng là tự nhiên chưa loại trừ thì mình sẽ làm ít quang trước nha. Rồi nước ngoài ấy, mình đang nói Việt Nam, còn nước ngoài người ta có điều kiện, người ta sẽ chụp CT toàn thân luôn để kiểm tra đối với những giai đoạn muộn ha. Rồi cái chuyện thứ hai là tại sao làm HIV, thì cái này HIV là do cái bệnh dịch ung bướu thôi. Bệnh dịch ung bướu của tụi tôi á, thì khi mà bệnh nhân mà muốn mổ á thì mình sẽ khảo sát cái chuyện HIV để
để mình có khả năng dự phòng cho bác sĩ, cho an toàn cho bác sĩ thôi, chứ không có liên quan gì đến cái chuyện ung thư hết nha. Nên mấy bạn thấy qua ngoài thì thấy thường thường hay làm HIV hoặc là viêm gan B, viêm gan C gì đó, thì nhiều khi là để dự phòng cho bác sĩ hơn. Mấy bạn biết rồi, dao kéo mà đứt tay đứt chân thì đâm kim là chuyện bình thường, thì người ta sẽ làm trước cái chuyện đấy ha, thì phải tư vấn cho người ta trước khi mà làm. Rồi còn ai thắc mắc gì nữa không? Vậy tóm lại cái chỗ này là mình còn thiếu gì? Thiếu F&A của cái hạch ha. Rồi ít quan lực thì không thấy để, bởi vì bệnh nhân này mới vô khám thôi, thì chưa có, chắc chưa có kịp mấy cái đấy. Mấy bạn làm bệnh án, mấy bạn cũng không có, mấy bạn thấy cũng có xét nghiệm máu mà sao cuối cùng lại không thấy một cái ít quan ngực nè. Cũng thấy làm xét nghiệm máu cũng ráng chép chép vô mà không thấy, có siêu âm thôi, có nhũ ảnh luôn nè mà không thấy ít quan ngực đâu hết, không biết là sót cái gì. Bởi vì mấy bạn không có nắm cái vấn đề, cái nào cần cái nào không. Rồi chẩn đoán vậy được chưa? Thôi tôi nhắc lại cái phần chẩn đoán ha. Hôm bữa tôi nói rồi, thứ nhất là cơ quan mang bú, thứ hai là bản chất bú, thứ ba giai đoạn, và thứ tư là bản chất sinh học, thứ năm là biến chứng, thứ sáu là cái bệnh đi kèm ha. Thì đây là cái bản chẩn đoán sơ đồ ha. Thì các bạn thấy cái bú nó nằm khoảng tầm 3 cm, thì nó nằm ở T2 ha. Nhưng mà tôi nói rồi, ở bệnh nhân này trên nhũ ảnh có nghi ngờ xâm lấn ngực lớn, thì coi chừng là cái chỗ mà T4 rồi ha, xâm lấn thành ngực ha. Đây T4A ha, coi chừng nó xâm lấn lên cái chỗ đấy rồi ha. Thì mình phải có thể có em ra để chẩn đoán thêm ha. Ha, thì tôi nói nhanh cho mấy bạn nhìn vô nhiều khi cũng choáng. Nói là N1 là có hạch nách mà di động, N2 á là hạch nách mà nó dính, còn N3 là hạch cổ, hạch trên đòn đó ha. Bệnh nhân này có hạch trên đòn thì mình nghĩ là N3. M thì hiện tại thì chưa có gì hết, thì mình đánh giá sẽ là M0 hoặc là chưa có xét nghiệm. Đối với bệnh nhân này chưa có xét nghiệm thì mình có thể đánh giá là MX, là tức mình chưa đánh giá được ha. Thì tôi khi mà phẫu thuật ấy, thì người ta sẽ chia hạch nách làm 3 đoạn khác nhau ha, dựa vào cái cơ ngực bé. Phía ngoài cơ ngực bé là nhóm 1, giữa cơ ngực bé là nhóm 2, và phía trong cơ ngực bé là nhóm 3. Khi mà phẫu thuật người ta sẽ làm như vậy. Còn khám lâm sàng mình sẽ chia làm 5 nhóm như hồi nãy tôi nói ha. Nhóm trước, nhóm sau, nhóm bên, nhóm giữa, tức là trong ngoài gì đó ha, và đỉnh nách. Thì tôi tóm lại chẩn đoán cho mấy bạn nó nhanh ha. Thứ nhất là cơ quan mang bú của mình là bú bên phải ha. Bản chất bú là mình có F&A là carcinoma tuyến bú, thì cái này là ung thư rồi ha. Giai đoạn T-men nè, T3 là N2 ha. Nách thì có hạch nách, nếu mà hạch nách của mình là 5 cm, dính thì là N2. Nhưng mà ở đây mình có hạch trên đòn nữa, mà mình cũng nghĩ cái hạch này là hạch di căn, thì mình sẽ chẩn đoán cái hạch cao nhất là N3 ha. Và N3 này là N3C. M thì chưa thấy kết quả gì hết nên tôi chỉ để MX hoặc là có thể để M0. Bản chất sinh học thì mình phải làm hóa môn miễn dịch. Đối với ung thư vú là buộc phải có bản chất sinh học nha mấy bạn. Thì mình sẽ làm 4 thứ là IABA2 và KI67. Thì mình phải làm thêm core biopsy để mình tìm bản chất sinh học đối với bệnh nhân này. Thứ năm là biến chứng thì chưa thấy, điều trị bệnh đi kèm là, xin lỗi, bệnh đi kèm ở đây là con tái tháo đường ha. Điều trị gì chưa thì theo cái khám hỏi bệnh thì chưa có ha. Thì tóm lại chẩn đoán của mình là ung thư vú phải T2N3C ha, hay là 3C. Đây là cái phần tôi nói nãy giờ mấy bạn thắc mắc nè, hóa môn miễn dịch nè. Thì nó có IA là gì? Estrogen receptor ha, BA là progesterone receptor,
hạch tu là yếu tố tăng trưởng biểu bì và cây 67 là tỷ lệ tế bào phân chia ha. Người ta dựa vào bốn yếu tố này chia làm thành bốn nhóm. Bốn nhóm đây. Bốn cái màu khác nhau ha. Thì mấy bạn chỉ cần nhớ là hai nhóm lớn là nhóm thụ thể nội tiết âm và thụ thể nội tiết dương ha. Nội tiết dương thì sẽ có nhóm luminal A và luminal B. Luminal A là sao? Tức là Ia dương, hợp âm, Ki67 thấp, thấp là dưới 14% ha. Luminal B thì nó chia làm hai cái, một cái là Ia dương, hợp âm mà Ki67 cao, hoặc là Ia dương mà hợp dương luôn thì cũng xếp là luminal B ha. Và nhóm thứ hai là thuộc thể nội tiết âm. Thuộc thể nội tiết âm thì sẽ có gì? Có hai nhóm là cái IABA âm và hợp dương, thì nó gọi là nhóm hợp dương. Và một cái nhóm khác là cả ba cái này đều âm thì gọi là tam âm ha. Đây, tôi tóm lại cho mấy bạn dễ nhìn bằng cái bảng ha. Nhắc lại, luminal A hay luminal B thì tức là Ia hoặc Ba sẽ dương ha. Nếu mà luminal A thì hợp phải âm và Ki67 phải thấp, còn lại thì nó sẽ xếp vào luminal B. Còn nhóm hợp ấy thì hai thằng kia phải âm, thằng hợp dương. Còn nhóm tam âm tức là ba thằng phải âm. Đó, nhớ vậy rất đơn giản ha. Thì tùy vào mỗi nhóm sẽ có tiên lượng khác nhau ha. Tuy nhắc sơ cái phần điều trị, bởi vì đi thi các bạn cũng sẽ có cái hướng điều trị ha. Thì thứ nhất, mấy bạn phải nhớ cái câu là gì? Điều trị đa mô thức, tức là kết hợp nhiều phương pháp, phải cá thể hóa từng người ha. Thứ nhất, điều trị tại chỗ tại vùng thì mình sẽ có hai cái là phẫu thuật và xạ trị ha. Thì phẫu thuật thì mục đích phẫu thuật làm gì? Phải cắt được hết cái bú có thể nạo hoặc nách hoặc sinh thiết hoặc đính gác ha. Thì phẫu thuật của mình thì có chia làm hai loại, là một là phẫu thuật bảo tồn, tức là mình chỉ cắt một phần cái bú và cái tuyến bú thôi. Còn cái thứ hai là mình đoạt nhũ, tức là mình cắt hết toàn bộ cái tuyến bú, lấy luôn cái mô mỡ ha. Thì trong đoạt nhũ thì người ta sẽ có thể là tái tạo lại bú. Tái tạo thì người ta sẽ dùng hai cách, một là vẹt, hai là cái túi đột. Túi đột giống như mấy đứa ca sĩ diễn viên gì nó đột ngực lên ấy, thì sẽ xài những cái túi đấy ha. Và điều trị thứ hai tại chỗ tại vùng là xạ trị ha. Còn điều trị toàn thân thì sẽ chia làm ba thứ. Thứ nhất là hóa trị, thứ hai là nội tiết, thứ ba là thuốc nhắm trúng đích. Thì hóa trị thì người ta có thể là hóa trị trước mổ người ta gọi là tân hỗ trợ, và hóa trị sau mổ người ta gọi là hỗ trợ, hoặc là những giai đoạn một tái phát di căn thì sẽ hóa trị luôn ha. Điều trị nội tiết, điều trị nội tiết khi nào? Khi phải có thụ thể nội tiết dương, tức là Ia phải dương. Đó, tại sao phải chẩn đoán cái chuyện IABA? Tại vì nó liên quan đến chuyện điều trị nè. Nếu thằng này dương thì mới xài nội tiết được ha, còn nếu âm thì không thể xài. Thì nội tiết thì có hai cách, là một cái là cắt buồng trứng và thứ hai là kháng estrogen ha. Thì mấy bạn cũng chỉ cần nhớ được cái màu đỏ thôi, ghi thêm được Ia dương là mấy bạn vui rồi. Rồi thứ ba là nhắm trúng đích, là những cái thuốc mới bây giờ thì người ta sẽ nhắm vô cái thụ thể hợp tu nè ha, và một số thụ thể khác. Thì mấy bạn ghi được cái chữ hợp là tụi tôi cũng đã cho điểm rồi ha. Thì tóm lại điều trị trước mắt của ung thư vú ha, thì có mấy bạn nhớ tối thiểu là chữ màu đỏ cho tôi ha. Tại chỗ tại vùng là sẽ có phẫu thuật xạ trị, toàn thân thì sẽ có ba thứ là hóa trị, nội tiết và nhắm trúng đích ha. Tối thiểu phải nhớ được vậy ha. Thì đây tôi sẽ giới thiệu sơ sơ cho mấy bạn thêm một xíu thôi. Đây, phẫu thuật bảo tồn là cái hình đầu tiên ha, tức là mình chỉ cắt một phần tuyến vú thôi. Thứ hai là đoạt nhũ nạo hạch nè, là cắt hết, và cái ngực là từ nữ thành nam luôn, thấy không? Phẳng lì luôn ha. Rồi thứ ba là có tái tạo nè, lấy cái vạt ở lưng nè, chuyển lên cái vú ha. Rồi cái này là lấy vạt ở bụng chuyển lên cái vú ha. Và thứ cuối cùng cái hình dưới này mô tả thành cái hình cái túi đó.
đây là mấy cái thuốc nhắm trúng đích gì mà mấy bạn thấy như một cái rừng á ha. Thì tôi chỉ yêu cầu mấy bạn nhớ được hai chữ là nội tiết và nhắm trúng đích là mừng rồi ha. Đây, đấy, thuốc như một cái rừng, rất nhiều thuốc ha. Người ta đang nghiên cứu những cái thuốc mới rất nhiều. Thì mấy cái yếu tố để dự đoán tiên lượng đáp ứng điều trị nè ha. Gồm có tuổi, hạch nách gì đó, RAT ha, rồi IABA hợp. Rồi sống còn đây. Bệnh nhân này là giai đoạn 3 ha. Thì khả năng nó còn khoảng 70% thôi, sống còn 5 năm. Rồi. Thôi cảm ơn mấy bạn. Mấy bạn có thắc mắc gì không? Tính giãn nhanh mà cuối cùng nó trục trặc rồi cũng lâu quá. Bệnh nhân mà không có điều kiện làm hóa môn miễn dịch thì sao? À, 1-2 triệu thì buộc phải làm em ơi. Không làm không điều trị được. Buộc phải làm ha. Nhưng mà làm thời điểm nào? Trước mổ, sau mổ. Nếu bệnh nhân đang sớm thì người ta mổ, ví dụ cắt luôn cái bú, xong rồi người ta sẽ lấy cái bú đấy người ta làm sau. Hoặc là một số bệnh nhân như tôi nói cần hóa trị trước mổ. Đối với bệnh nhân này ha, giai đoạn 3C này người ta sẽ hóa trị trước mổ ha, nên phải làm cái chuyện đó. À, anh ơi, cho em hỏi có trường hợp nào mà chống chỉ định phẫu thuật không anh? Chống chỉ định phẫu thuật hả? Dạ. Ví dụ như bệnh nhân mà có bệnh tim mạch hoặc là bệnh nhân bị rối loạn đông máu, những trường hợp đó có phẫu thuật không anh? À, tức là chống chỉ định phẫu thuật chung, nhưng mà mấy cái bệnh mà bệnh lý nội khoa nặng ha, tiểu đường cao cũng không thể nào phẫu thuật được ngay ha. Thì đó là những cái chống chỉ định phẫu thuật chung, hoặc là bệnh nhân di căn rồi thì tụi tôi sẽ không phẫu thuật. Nhớ ha, bệnh nhân giai đoạn 4 di căn là mình không mổ nữa. Nhưng mà có một số bệnh nhân ấy vú lở loét, hôi thối, nhiễm trùng ấy, thì cũng ráng làm sạch, người ta gọi là làm sạch cho người ta, giống như mấy bệnh nhân tôi chiếu ấy. Nhưng mà nếu mà mình khép cái da là được thì mình mới làm sạch được ha. Thì đó là chống chỉ định về mặt ung thư ấy, tức là giai đoạn 4 không mổ. Còn lại thì mình nên mổ thì mình mới khả năng điều trị được ha. Còn chống chỉ định chung của phẫu thuật như là mấy cái rối loạn đông máu, bệnh lý tim mạch nặng, rồi nội tiết hô hấp gì đó ha, tiểu đường rồi đó, là những chỗ vấn đề định chung không thể gây mê, hoặc là nguy cơ cao khi mà gây mê thì sẽ không phẫu thuật. Rồi còn thắc mắc gì nữa không? Dạ anh ơi, cho em hỏi là mình khám trên lâm sàng cái khối u đó nó có kích thước nó chênh lệch với cái siêu âm, thì mình đánh giá cái giai đoạn nó như nào, nó dựa vào cái nào? Thì bây giờ nếu mà khám em đánh giá lâm sàng thì em sẽ dựa vào cái lâm sàng của em ha, là cái tay của em khám nếu mà đánh giá giai đoạn lâm sàng. Còn sau khi mổ ra thì mình sẽ đánh giá giai đoạn sau mổ, người ta sẽ đo kích thước đàng hoàng bằng thước. Nhiều khi nhưng mà đối với mấy bạn chưa có kinh nghiệm thì người ta sẽ lấy kích thước của siêu âm, người ta sẽ đánh giá nó sẽ chuẩn hơn bởi người ta đo bằng máy, hiểu không? Còn đối với mấy bạn đo bằng tay, mấy bạn toàn ước chừng không à, nên nhiều khi mấy bạn làm không chính xác thì người ta sẽ tin siêu âm hơn tin mấy bạn, hiểu không? Dạ hiểu. Cái lâm sàng thì mấy bạn khám là hạch trên đòn, nhưng mà kết quả xem nó lại trả ra là hạch rotor, hạch dưới đòn. Thì cái này nó ảnh hưởng tới chẩn đoán cái cuối cùng, chẩn đoán xác định. À, anh hiểu rồi. Đây. Cái này là siêu âm tuyến vú thôi, mấy bạn không có xô cái siêu âm cổ ra nên mình cũng không biết luôn ha. Mấy bạn thiếu cái phần siêu âm cổ luôn, các bạn hiểu không? Hạch rotor này là hạch của vú thôi nên mình mới chẩn đoán được là N2 thôi, nhưng mà không có cái phần siêu âm cổ.
Nhưng mà trên lâm sàng mình khám được thấy cái cổ rõ thì mình có thể đánh giá NTA bằng lâm sàng hết. Em hiểu vấn đề không? Mấy bạn này vẫn còn thiếu cái chuyện mà siêu âm cổ đó. Và siêu âm bụng cũng không thấy luôn ha. Nên anh nói là trong cái bệnh án này nó vẫn còn thiếu rất là nhiều. Nên mình chưa có thể nào đánh giá toàn bộ chính xác được cái giai đoạn ha. Thì mình sẽ dựa vào kết hợp vừa lâm sàng vừa cận lâm sàng để mình đánh giá ha. Thì là thấy khám thì mình thấy rõ cái hạch thì cũng nghi ngờ có thể là di căn, thì mình sẽ đánh giá là N3. Nhưng mà chưa có siêu âm và cũng chưa có MRI để khẳng định lại, thì mình chỉ mới chẩn đoán lâm sàng thôi. Em hiểu không? Rồi còn thắc mắc gì không? Anh ơi, cho em hỏi phần phẫu thuật cắt khối ung thư là mình cắt chỉ là mô tuyến vú hay là có cắt cơ ngực lớn, cơ ngực bé luôn không anh? Đối với phẫu thuật ung thư tuyến vú ha, thì mấy bạn nhìn ha, hồi xưa ấy, phẫu thuật mà hồi xưa ngay từ ban đầu á, người ta sẽ cắt hết cái phần cơ ngực lớn luôn ha, rất là bự. Nhưng mà sau này người ta thấy cái chuyện ấy không cần thiết nên người ta chỉ cắt cái phần mô tuyến vú, cái da nè ha, rồi cái phần mô đến cái cân trước cái cơ ngực lớn thôi. Mấy bạn nhìn trên cái hình này có cái giới hạn giữa cơ ngực lớn và mô mỡ đó, có cái khoang chắc sai nắp nè ha, người ta sẽ cắt đến cái chỗ đấy luôn ha. Nắm được không, lột lên hoặc lột cái cân thôi. Bây giờ người ta thấy cái chuyện mà cắt luôn cái cơ thì không cần thiết, nhưng mà nếu thấy cái bú xâm lấn vô cái cơ thì sẽ phải cắt luôn cái cơ. Em hiểu vấn đề không? Dạ hiểu ạ. Dạ. Em cảm ơn. Dạ anh ơi, cho em hỏi là hồi nãy anh có chiếu cái slide là mình làm xẻ hình xương khi mà bệnh nhân có biểu hiện lâm sàng đau xương hoặc là N3 trở lên, thì đối với bệnh nhân này thì mình có làm xẻ hình xương không ạ? Có. T3 N1. T3 N1 chứ không phải là N3. Đây. Ha, thứ nhất là có triệu chứng đầu thì mình sẽ nghi ngờ bú từ T3 trở lên hoặc là N có khả năng di căn hạch ấy, thì N1 thì bệnh nhân này cần phải làm thêm cái sạn hình xương để chẩn đoán bệnh nhân này có khả năng di căn xương rất cao. Nhiều khi chụp sạn hình xương nó ra di căn thì mình sẽ muốn không mổ luôn ha. Dạ em cảm ơn. Anh ơi, em thấy là mình tình trạng của bệnh nhân này cả về giải phẫu và cả về lâm sàng thì mình nó là ác tính, mà tại sao cái triệu chứng biến đổi của vú nó lại không ghi nhận được ạ? Tại em chuyện đó có thường gặp không ạ? Triệu chứng biến đổi của vú là sao? Là như là thay đổi về màu sắc rồi mấy da co kéo, ý là em thấy cái không có tiết dịch và không có chảy máu anh, thì em không biết là mấy cái đó trên lâm sàng thì có thay thường gặp các trường hợp như vậy không? Thì cái hình của anh cho em xem ban đầu là có thể gặp đó. Nhưng mà anh nói rồi, cái bệnh nhân này nè, cái bú ở bú nó sao? Nó nằm sát ngực, nó em nhìn thấy nó cắt cái da một khoảng rất là dài. Em nhìn thấy cái viền màu trắng trắng không? Bên tay phải là cái da ha. Thì cái bên này, bên tay, cái bú bên phải có cái cục bú, nó cắt da rất là dài. Thì rất khó để mà ra được những cái triệu chứng mà như em nói là lở loét hay là xâm nhiễm da hay gì hết. Em hiểu không? Tại vì cái bú nó còn trong này nè. Dạ dạ.
Dạ đời trong phần điều trị anh có nhắc đến là sinh tiết hạch lấn gác, thì không biết sinh tiết hạch lấn gác là như thế nào? À, em cũng nói sơ qua cái phần sinh tiết hạch lấn gác cho mấy bạn. À, tức là sinh tiết hạch lấn gác tức là sao? Tức là khi mà mấy bạn phẫu thuật á, thì mấy bạn cắt cái bú ha. Đây cái hình này. Mấy bạn nhìn thấy cái môi bạch huyết nó dãnh lưu không? Đó, từ cái vú ha, nó đi ra hạch nách trước, rồi đến hạch giữa ngực, rồi hạch dưới vai. Đó, nó đi theo cái đường ha. Thì một cái ung thư nó bắt đầu xuất phát từ đây thì nó sẽ đi theo cái đường bạch huyết. Nó sẽ có cái hạch ban đầu, nó sẽ phải di căn từng chặt, từng chặt, từng chặt. Em hiểu không? Giống như là đi xếp hàng ấy, người trước, người sau. Thì nếu mà em chặt cái người đằng trước rồi thì em đâu có thể nào tới cái người đằng sau đâu. Thì đối với sinh tiết hạch lấn gác, người ta sẽ tiêm một cái thuốc vào cái bú trước ngày mổ một ngày, rồi người ta tiêm thuốc hoặc là thuốc thuốc về phóng xạ hoặc là thuốc với con bắt màu tiêm vào, thì nó sẽ theo cái dẫn lưu này nó đến bắt ở cái hạch đầu tiên, em hiểu không? Đến bắt hạch đầu tiên, khi mổ mình vô mình cắt cái bú và mình sẽ lấy cái hạch đầu tiên này, giống như là cái thằng giữ cửa, em phải vượt qua cái cửa thì em mới đi tiếp được cái chặt tiếp theo, hiểu không? Thì người ta sẽ lấy cái cục đầu tiên. Nếu cái cục đầu tiên này người ta lấy ra, người ta đọc ngay trong lúc mổ, nếu đọc ra ác tính thì người ta sẽ nạo luôn. À, còn ví dụ đọc ra âm tính thì tức là sao? Tức là thằng dưới cửa đã âm rồi thì mấy thằng sau nó khả năng dương rất rất thấp, tức là nó đâu có thể nào chạy được, bởi vì cái hạch nó chặt đứng rồi. Một cái tế bào ung thư nó đến cái hạch là hạch nó sẽ bắt lại ha. Thì cái hạch này nó bắt lại hết rồi mà bản thân cái hạch này nó cũng chưa có nữa thì sao? Thì khả năng mấy thằng đằng sau sẽ không có luôn, thì gọi là sinh tiết hạch lấn gác, em hiểu không? Dạ vậy trong cái trong cái trạng ca này là hồi nãy anh có nói là làm thêm cái SNA của hạch, thì mình có cần làm thêm sinh tiết hạch gác đúng không? Nhưng mà trên lâm sàng này mình đã nghi ngờ là hạch nó rất là to di căn, mà di căn đến đâu rồi em gì nè, nó di căn từ phải đi từ hạch nách thì nó mới lên đến hạch trên đòn, mà nếu mà hạch trên đòn dương luôn rồi thì tức là nó di căn đến cái hạch cuối rồi, hiểu không? Thì mình đâu có thể nào mà làm sinh tiết hạch lấn gác nữa. Sinh tiết hạch lấn gác chỉ đối với những cái bú giai đoạn sớm thôi, như T1, T2 mà không có hạch trên lâm sàng, em hiểu không? Hoặc là không có hạch trên siêu âm luôn, để người ta tìm xem là cái thằng đầu tiên này có bị không, thì người ta mới làm như vậy ha. Chứ không phải mình khám mình thấy nguyên cục rồi thì tức là nó là cái cục nào đó trong đây, đâu phải là cái cục khám mình khám là cục đầu tiên đâu, nên người ta sẽ nạo luôn, chứ mình không có sinh thiết gì nữa nha. Hiểu vấn đề chưa? Dạ em hiểu rồi. Anh ơi cho em hỏi là ý là cái hạch sau thì khả năng dương nó rất thấp, vậy có trường hợp nào mà nó bỏ qua cái hạch lấn gác mà nó ra cái hạch đằng sau không? Vẫn có ha. Vẫn có trường hợp nó nhảy cóc nhưng mà tỷ lệ nó rất thấp, nó có mấy phần trăm thôi, nó không có ý nghĩa ha. Nên người ta sẽ chấp nhận cái chuyện sinh tiết hạch lấn gác này coi như là một cái điều trị, và sau mổ mình còn phải hóa trị xạ trị thêm nữa ha. Chứ không phải là mình chỉ có mổ không đâu, nên sẽ giúp loại trừ những cái tỷ lệ đấy. Tại vì khi nạo hạch nách nó sẽ có những cái biến chứng của nạo hạch nách. Thứ nhất là tổn thương, em thấy là nó ngay cái tĩnh mạch nách nè, cái động mạch nách, động mạch cánh tay nè. Nếu mà tổn thương rồi đám rối cánh tay ngay đây nữa, nó mà liệt cái là coi như liệt luôn cái phần tay ha, làm không khéo ha. Thì nó cũng có biến chứng nên người ta sẽ chấp nhận cái chuyện này, thì đánh đổi giữa hai chuyện đấy, nhưng mà cái tỷ lệ mà nhảy cấp đấy thì rất thấp, nên người ta chấp nhận là cái khả năng là nếu hạch âm thì ta sẽ không làm tiếp nha. Giờ còn thắc mắc gì nữa không?
cái đấy là bú gọi là xâm lấn xương, không tính là di căn xương, tức là đánh giá bú thì mình sẽ đánh giá là T4, không đánh giá là M1, em hiểu không? Di căn sẽ là tính xa, còn này xâm lấn thẳng vô thì mình sẽ đánh giá là mực T4 nhưng đánh giá M1. Rồi, còn ai thắc mắc gì nữa không? Thôi nếu không ai thắc mắc gì nữa thì mình kết thúc luôn, trễ quá nên thôi chắc tôi không điểm nhanh nữa đâu ha. Thì nói tóm lại chỉ có mỗi bạn là Huỳnh Tấn Tiến là bạn xin phép bắn, còn cái bạn gì Lan Hương, Lan Hương giờ có mặt không? Dạ em rồi, được rồi, thôi vậy ha. Rồi thôi chúc các bạn buổi tối vui vẻ, tối nay có ai thức coi Việt Nam đá thì coi ha. Rồi thôi tôi kết thúc nha. Dạ, cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Dạ, em cảm ơn anh.